Ông bà cha mẹ chúng ta vì chúng ta mà tạo nghiệp quá nặng rồi. Bây giờ họ đang đọa lạc trầm luân khổ đau kìa. Nên mỗi một con người chúng ta về đây tu nghe như vậy, quý vị cảm thương cho ông bà cha mẹ mình đang đọa lạc đó. Quý vị coi ông bà cha mẹ từng đời của chúng ta, quý vị xem lại coi ông bà cha mẹ mình có tu không, hay là phần nhiều tạo nghiệp rất là lớn. Có nhiều người không tu hành gì, họ nói tu hành cái gì, tôi sống tôi lo làm ăn kiếm tiền chứ tôi đâu có hại cha thuốc chú ai đâu mà tu hành cái gì, tôi làm đúng lương tâm tôi thôi chứ tu hành cái gì. Nói thì nói vậy chứ nhiều cái lương tâm của mình nó sai quấy vô cùng, chứ đừng có nói mà nói chuyện đơn giản. Nghe đạo đây mà nhiều cái chúng ta còn làm sai, không chỉ là không nghe đạo, chúng ta làm đa dạng cái việc sai tại vì chúng ta không biết thôi. Họ nói thì khỏi tu, hiểu không? Nên từ nơi đó quý vị biết rằng ông bà cha mẹ chúng ta phần nhiều đọa lạc hết trơn rồi, nên đang trông chờ chúng ta đó, đang trông chờ mình đó. Vậy mà nhiều con cháu mỗi năm còn xả xuống nữa đó. Nó không nâng lên mà nó còn nhặn xuống. Bằng cách nào? Là mỗi năm đám dỗ sát sanh hại vật, làm đám dỗ linh đình sát sanh hại vật mà nhậu cũng ly âm âm. Vậy mà nhiều người khen công nhận anh, tôi thấy được đó nghe. Trời ơi, năm nào đám dỗ gì đâu mà lớn, quá trời lớn luôn. Bia mua chắc chồng chồng, mằng mấy con bò, mấy con heo, gà, vịt, bao lá, thịt thà đầy đủ. Công nhận anh, đặc biệt anh là con hiếu á nghe. Con hiếu á, tôi nói thiệt á, không có ai như anh đâu nghe anh. Anh hai, anh hiếu lắm á. Quý vị thấy không? Làm đẹp mắt người đời. Nguyên một cái dạng toàn là ngu si, cuối cùng đi khen nhau để mà tạo ra nghiệp chướng. Bản thân còn sống tạo nghiệp chướng, còn đem cái nghiệp chướng đó để cho ông bà cha mẹ, để ông bà cha mẹ bị nhặn chìm ở dưới đó càng sâu. Nên thảm thương quá, không biết kêu ca cùng ai. Thảm thương vô cùng, sự khổ đau cùng cực mà năm nào cũng xả xuống, xả xuống. Quý vị coi bây giờ ngồi ở đây, nếu ai là con cháu hoặc nghe qua công đoạn này, ai là con cháu mà mỗi năm vẫn còn sát sanh hại vật để cúng ông bà cha mẹ, là quý vị đang luyện đá xuống cho ông bà cha mẹ, đè đi, đè cho ông bà cha mẹ dính ở dưới luôn đi. Thấy không? Rồi cái gì? Đốt giấy tiền vàng bạc, đốt nhà, đốt con gái, đốt người làm xuống để phục vụ xạo. Nếu mà là làm được như vậy thì tao cũng đi xuống âm phủ luôn nữa, khỏi lên thiên đàng. Vì sao? Tôi xuống dưới âm phủ chứ, nhờ mấy thằng đệ tử đốt lay rai hoài, cứ một tháng đốt 10 đứa con gái khác cho tao, lựa mấy cái hình người mẫu mày chụp mày gỡ cho tao, đúng không? Vậy thì tao xuống âm phủ tao sống cho nó ngon lành. Rồi tao muốn ở nhà mày, cứ một tháng mày đốt một căn nhà khác cho tao, mày coi căn nhà nào đời mới, villa biệt thự gì đó đẹp vô cùng, mày chụp hết cho tao, mày đốt mày gỡ cho tao. Mày hiếu là gì là được, ở dưới đó tao nhà bao la, có người làm bao la, rồi mày đốt vài người phục vụ nữa, rồi mày lựa mấy cái đứa mấy xa ngon lành đốt tiếp vài đứa nữa. Xuống dưới một đứa thì mấy xa đầu, một đứa thì mấy xa tay, một đứa thì mấy xa hai cái chân, một đứa thì mấy xa cái lưng, đúng không? Trời ơi, cái gì cũng được mà. Rồi mày vô trong cái chỗ tập tạ, mày chụp mấy tấm hình cái câu lạc bộ tập tạ, mày chụp mày gửi cho tao để tao xuống dưới tập tạ đồ chơi chứ, đúng không? Vậy thì quá sướng rồi. Cái chuyện đùa tự nhiên, cái cõi gọi là hữu hình và vô hình, làm gì nhận được, chỉ có công đức phước duyên hồi hướng là được thôi. Tại vì chúng ta mê hoặc điên đảo nên làm chuyện sai lầm, thương ông bà cha mẹ mà hại mình hại người, hiểu không? Bình tĩnh suy nghĩ nghe. Nếu như cái việc đơn giản như vậy thì đâu có chuyện khổ đau trong cõi tam đồ, hiểu không? Phải tỉnh nghe quý vị. Nghe đạo mà nghe chuẩn như vậy thì tỉnh liền đi. Nên chân thật mà phát tâm làm điều tốt đẹp cho ông bà cha mẹ. Còn nếu như không có khả năng làm được thì mỗi năm đám dỗ đi vô đây chúng ta tu, tránh xa chỗ đó luôn. Gia đình làm đám dỗ cho ông bà cha mẹ sát sanh này vật, chúng ta biết tu ăn chay khỏi đến luôn. Vì khuyên không được rồi, được rồi, ngày đó tôi đi con đường tôi, anh đi con đường anh, tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi. Hiểu không? Từ nơi đó bây vô chùa tu ngày hồi hướng cho cha mẹ. Giết ai làm tốt được tốt, giết ai làm xấu chịu quả báo xấu. Hiểu không? Nên từ nơi đó rồi chúng ta mạnh dạn đời này phải giảng sanh về cực lạc, rồi chúng ta có cơ hội cứu thân bằng nguyện thuộc liền. Hiểu không? Về cực lạc mới cứu được. Về cực lạc mới cứu được nghe. Quý vị nói tình thương ở đây đúng là giả tạm. Hiểu Phật pháp rồi mới thấy rõ ràng giả tạm.
Bây giờ quý vị coi cha mẹ ông bà của mình thương yêu mình vô cùng, sát sanh hại vật vì mình, làm bao nhiêu tội lỗi vì mình đúng không? Chết đi đọa làm súc sanh ở bên cạnh mình. Chúng ta còn cái phước làm người, chúng ta ăn thịt con gà, con heo, con chó này là ăn thịt ông bà cha mẹ của mình. Như vậy mà mình nói tình thương gì? Vì thai hình đổi xác chúng ta không biết đó là ông bà cha mẹ mình. Nên chúng ta ăn nhau, nên Phật có nói là ăn nuốt lẫn nhau. Nên cái sự ái nhiễm của người thân là chiêu cảm cảnh giới gần bên mình. Ông bà cha mẹ mình quá thương mình, ái luyến mình, thương con cháu, chui vào bụng làm con cháu. Đó là cũng còn phước làm người đó nghe. Nếu như không có cái phước làm người như vậy thì trở lại làm gì? Làm chó, làm mèo, làm gà, làm vịt, làm heo ở trong nhà đó. Vì coi đáng sợ chưa? Nên Phật mới nói rằng là ăn nuốt lẫn nhau. Đó, nên quý vị coi, nên con người mà keo kiệt là rồi, cái như là chịu thua rồi. Mà con người keo kiệt làm sao hướng đạo? Họ quá keo kiệt, họ không tu đạo được. Quý vị coi đi đến chùa mà cúng dường cho Phật mà còn lựa tiền lẻ mà. Quý vị biết quý vị lựa tiền gì cũng được, nhưng do cái tâm keo kiệt mà sanh nghèo nàn thôi. Do cái tâm keo kiệt mà sanh nghèo nàn. Đó. Nếu bây giờ những đức mà keo kiệt làm sao những đức nuôi bao nhiêu trăm bà già? Làm sao hàng Phật tử về đây? Keo kiệt là không có duyên. Nên ai đau chân thẳng chân đi quý vị. Ngồi đau chân lắm, thông cảm không sao đâu nha. Đau chân dữ lắm. Cứ thẳng chân không có sao cả. Thẳng đi, thẳng vô mặt như đức nè. Chứ không phải thẳng vô mặt Phật nghe chưa. Không sao đâu, nói thiệt lòng mà cứ thẳng chân đi. Những đức mà ngồi dưới những đức cũng đau dữ lắm, nói thiệt á. Mình si mình ra người thôi, hiểu không? Không có sao đâu, đừng có ngại. Nên từ nơi đó mà bây giờ mình nghe đạo rồi, nên mở rộng tâm lượng ra. Những đức nói đây không phải là quý vị đi mượn tiền mượn bạc cúng dường đâu, nhưng mà nói đây là quý vị đừng bao giờ mang một cái tâm keo kiệt để sống trong cái cuộc đời này, uổng lắm. Uổng lắm quý vị à. Nên tất cả tiền bạc những đức có được mà làm những việc thiện, việc tốt, những đức mừng vô cùng. Chuẩn bị tổ chức người khiếm thị nữa. Lúc này dư được vài trăm. Đúng không? Dư vài trăm là chuẩn bị rồi đó. Chuẩn bị tổ chức chương trình khiếm thị. Đúng không? Nên những đức nói tất cả những người giàu sang phú quý muốn rửa tiền đúng không? Nhiều người giàu lắm. Giàu lắm có tiền đi rửa đâu? Rửa casino, rửa cá độ đá banh, cá độ đá banh, đá gà, quýnh bài, đi rửa cho đó. Rửa cho đó không ngon. Chỉ chỗ cho rửa. Rửa ngay người mù. Đúng không? Rửa ngay cái chùa đang xây nè. Để là cho hậu thế. Trời ơi, chúng ta có một chút nước à, mà chúng ta đổ vào biển thì hòa chung cùng với biển sống lạp. Đúng không? Chúng ta có khi phụ cắt một ngôi chùa, phụ cắt một cái nhà nuôi người già. Một ngày nào biết đâu chúng ta cũng có cái duyên vô trong đây mình ở luôn á. Cuộc đời ai hiểu được ngày mai? Hôm nay người khổ, ngày mai tới mình. Đó, thấy chưa? Xuông vậy chưa? Nó nên hôm nay người khổ, ngày mai tới mình. Đừng có nói lên voi xuống chó mấy hồi bạn ơi. Nói cho vị biết, hôm nay thịnh vượng vô cùng, ngày mai nghèo sơ nghèo xác. Ai mà hiểu cho mình đây? Trời ơi, thì biết nhiều lắm quý vị ơi. Có những đứa con, đứa cháu mà nhà giàu vô cùng, như là công tử với công chúa vậy đó. Vậy mà giàu chưa được bao lâu thì cha mẹ nó sạc nghiệp. Mấy đứa con này đi làm không làm được việc gì. Con trai đi hút chích xì ke, đi ăn cướp, ăn trộm. Con gái đi làm chuyện mại dâm đứng ngoài đường. Có không? Chứ vị nói chuyện giỡn mà. Đến từ đó cái nghiệp duyên nó đến nó với quý vị. Cấp kỳ, có những gia đình giàu vô cùng mà nó không có cái nền. Giàu dữ lắm mà không có nền. Không có nền của phước báo, tu phước tu duyên. Nên nó tuy là giàu nhưng mà giống như các nhà trên các biển đông vậy đó. Sập một phát tiêu, quý vị ở ngoài đời thấy rõ ràng không? Có nhiều người giàu vô cùng, tiếng tâm lừng lẫy giàu thấy ghê luôn. Như vậy mà một phát một bung ra một cái nợ nặng chồng chất trốn đi luôn. Rồi vô tu ở luôn có không? Có mà. Đó là do cái gì? Do giàu mà không có đức. Không? Giàu mà không có đức. Nên người ngoài đời không tu thôi, người ta cũng nói câu này nữa. Nhà ai mà con cái ngoan ngoãn, có tiền bạc đầy đủ, gia đình sống hạnh phúc, thì chờm sớm nói câu gì? Công nhận cái nhà có phước ghê. Con người ta ngoan, hiền, dễ thương.
gia đình hạnh phúc, vợ chồng hòa thuận, nhà công nhận có phước ghê. Họ biết nói câu này nhưng họ không được nghe cái việc tu phước. Gia đình có phước mới tốt như vậy, mà họ không tu phước làm sao có. Phước có là từ tu mà ra, mà không tu làm sao có phước, hiểu không? Nên cuộc đời nhận thức rõ ràng chỉ số mệnh nè. Bây giờ sống vui, sống tốt, sống có ý nghĩa là nhờ gặp Phật Pháp. Nên nhận thức nói rằng Phật Pháp cứu đời tôi. Nói rằng không, Phật Pháp cứu đời tôi. Nè, Phật Pháp cứu đời tôi rõ ràng luôn nè. Mà Pháp môn tịnh độ cứu đời tôi. Chưa chắn Phật Pháp cứu đời mình mà những Pháp khác đâu nghe. Thôi khi tu các Pháp khác chúng ta vô không nổi, chúng ta bỏ cuộc đó. Nhưng phải nói là tịnh độ niệm Phật cứu đời tôi. Nên tất cả những người khổ đau cỡ nào chỉ cần nghe tịnh độ là có cơ hội. Như những con người này vậy đó. Thấy không? Mà bây giờ nói thật sự mà nói thì làm những việc này việc kia làm được. Nó xây chùa chiền, xây nhà cho các cụ ở làm được. Ngày xưa một cái chòi cắt cho mình còn chưa có. Trời ơi, 11 năm ở trên thành phố mà có nhà cái nào đâu. Nó, vậy mà mười mấy năm đi tu có nhà. Đúng không? Mà có người thân nhiều nữa chứ. Người thân, đúng không? Ngày xưa mười mấy năm ngoài đời toàn là bạn nhậu không? Bạn xì cầu que không? Bữa đó đang đi ngoài đường, đang chạy xe ngoài đường, tự nhiên cái chú ông chở mình đang đi, tự nhiên mình nhìn qua mình thấy năm thằng ngồi cái chân chỗ vỉa hè nhậu. Mình nhìn nó nhậu mà nó la lối ông sùm, mặt mày kênh cũng ly la ông sùm. Tự nhiên Như Đức nói với cái chú mà chở Như Đức, Như Đức nói đúng là tỉnh mới thấy mê, ngày xưa mê không thấy gì. Tôi ngày xưa Iran năm thằng đó luôn, ngừng xe lui lại một chút tôi coi nhớ lại vĩ vãng ngày xưa quá. Những Đức ngày xưa cho thành phố này, quý vị biết rằng đường Sư Nguyệt Ánh cách mạng tháng 8, rồi đường Nguyễn Du này kia đồ lề đường, mấy cái vỉa hè đấy mày, bạn bè đồ mua bia hơ đồ về chả chiếc chiếu, có khi không có chiếu luôn, chớ ngồi vỉa hè luôn. Nó nhậu la lối sùm, nó mua xương sọ đồ về nhai chớ. Đấy, nhậu xong la sùm, ngồi giữa đường la sùm chứ. Chú xỉn quá, quay ra lề đường tiểu. Trời ơi nè, nó đây là 100% luôn nè. Ai biết được ngày hôm nay. Không ngờ luôn. Có nhiều bạn bè nó gặp lại nó ủa. Nó nói chuyện như ngày xưa mà. Phải bạn không? Nhưng Đức nói nó đó. Nó đó. Nó, ủa bạn hả? Tôi coi thấy bạn giảng mà tôi trong lòng tôi nói không phải, không biết phải bạn không? Tôi vẫn còn nghi. Trời ơi, bạn tôi sao? Ai nhập bạn ị? Nói rõ ràng luôn, ai nhập bạn ị? Ngày xưa tôi chơi với bạn, tôi thấy rõ ràng bạn là cái thằng hư nhất trong cái nhóm bạn luôn. Hư mà lầy, quậy phá, lộn xộn nhất. Tối ngày nghĩa khí không còn cắt. Nghĩa khí không còn cắt bạn nào chứ. Mà nghèo muốn làm giàu không à. Như thường kể bị nghe mà. Nhiều người bây giờ bị nghe gì, bị không biết có đột phá không. Nhiều người khổ vì cái nghèo mà tự làm giàu. Đây, tôi nè. Ngày xưa sống trong thành phố, thấy người ta mua được đâu vài tay, ông chủ mua vài tay đẹp thiết ghê. Hỏi ông chủ mua vài tay nhiêu, ông chủ 2 triệu mấy. Trời trời, 2 triệu mấy mua đôi giày. Thôi được rồi, tôi sẽ mua đôi giày giống giày ông. Đi ra chợ Dân Sinh, chợ đó nó bán đồ nghĩa địa nhiều, đồ nhái nhiều bao la luôn. Mua đôi giày y gan đôi giày ổng luôn, nhiêu? 150. Mua xong ra ngoài mang vô nghe, xạo lắm, nghèo mà xạo kịch kinh khủng lắm. Xong cái đầu bận đồ nhái không à, thấy nó bận đồ sang trọng mua y ren. Bận đồ sang trọng ra, người ta mua bộ đồ thí dụ như 1 triệu, ra mua đồ 200 ngàn bộ. Đồ y ren luôn mà đồ dởm. Bận vô thì vài lần thì cũng y ren có khác gì đâu. Rồi thấy người ta mua đầu giới trắng xịn, mua đầu giới
2000, màu trắng mang vô luôn, giày đen đồ ngon lành lắm. Thấy người ta mua cái mắt kiến đen cũng ngon, mua cái mắt kiến nghĩa địa không thấy đường mang luôn. Ngồi trên xe cho người ta chở không, tại vì sao? Vì không thấy đường chạy. Còn khi chạy thì dắt đây, ghê lắm nha, dắt đây. Còn khi đi vô quán ngồi mang vô, mang vô mà cứ đưa cái mắt kiến ngay lỗ mũi để nhìn người là nhìn gì nè. Kinh khủng như vậy, nghèo muốn làm sang. Không biết ai có cái bệnh này hay không, sửa lại liền đi, càng sớm càng tốt. Cái bệnh này hình như là đa dạng luôn. Nghèo mà muốn làm màu, mà làm sang, hiểu không? Khổ té tu luôn đây nè. Khổ trời ơi. Ôi, nghèo muốn chết luôn, vậy tự lao được. Vậy mà bản đồ xinh xịn vô mang giày trắng, đồ vô mang kiến đen, đồ ghê gớm lắm, vô ngồi xuống kêu đánh giày. Trời ơi, đánh giày kịch liệt luôn. Giày dởm mà cũng đánh. Nó nói anh ơi, giày này sợ đánh nó bị chạy quá. Nói mày đánh nhẹ nhẹ giùm tao. Kinh khủng không? Nó đây nè. Trời ơi, thay đổi liên tục. Vì sao? Vì mang có 1 lần 2 lần là xuống keo hết chân. Nó nên từ đó thì biết rằng nè, cho thành phố xạo nè, xạo số 1 luôn. Nó nhậu nhẹt bê tha hư hỏng. Không ngờ gặp Phật Pháp. Lạ thay, nhân duyên gặp Phật Pháp. Phật Pháp cứu cuộc đời mình. Nếu như tới bây giờ vẫn còn thành phố, trời ơi, mùa dịch thì chắc chết queo quá. Vì vậy biết rằng ăn thịt uống rượu, hồi ôi sát sanh hại vật, thợ nấu, nấu 10 mấy năm giết bao nhiêu con vật rồi. Mà quý vị biết là thêm 10 mấy năm nay mà nấu ăn nữa thì dịch này chết queo rồi. Nó chết queo rồi, chứ đừng nói mà thêm nhậu nhẹt nữa, mà còn lấy nhậu vợ sida nữa là tiêu luôn. Ngày xưa mà bộ nghèo nàn có đó, ai mà chịu lấy mình đấy, cũng là tốn gặp tốn nấy thôi, thì cuối cùng cũng khổ te tua rồi quý vị, thấy không? Đó thì bây giờ mà gặp con đứa con nữa, trời ơi, không còn được như ngày nay đâu. Hiểu không? Bèo nhèo. Trời ơi, nó khổ, đừng có nói nữa. Nhớ ngày xưa mấy anh em đây biết có ai uống rượu chuối không? Trời ơi, nó khoa kiểu mà nó bỏ miếng cồn gì vô, nó làm rượu chuối. Uống rượu chuối vô, nó say muốn ăn chết, nó ói muốn le lử luôn. Sáng mai đứng nấu ăn, vịn cái cột mặt là bởi vì mình thấy đúng rõ ràng luôn. Gặp Phật Pháp hay ghê. 10 mấy năm nay không nhậu, ăn chay, phóng sanh, làm việc thiện, hướng dẫn người tu. Tự nhiên lạ thay, bởi vì bạn bè nó gặp nói phải bạn không? Nó đó. Tại sao bạn làm được như vậy? Nhờ Phật Pháp. Bạn sao rồi? Mấy bạn nói te tu, thằng nào thằng nấy tiêu hết rồi. Còn có một bạn chết queo, xe đụng. Mà chuyên gia ngày xưa như Đức Ngồi Sen đó chở không? Xe đụng nó chết queo luôn. Phải chi không đi tu coi chừng nó chở chết queo luôn rồi. Vì có trời ơi, đúng là nó may phước thì ghê thiệt. Chắc là cái duyên phước gì hay không? Mà tự nhiên bây giờ đi tu sao mà quyến thuộc bây giờ nhiều quá. Mà cái duyên những Đức ngày xưa ngoài đời bạn cũng nhiều, nó bạn nhậu không à. Bạn nó hư còn hơn cái thứ gì nữa. Tối ngày nó rủ mình đi nhậu không? Ngày xưa như Đức ngoài đời là bèo bèo ngày phải 3 cử. Ghê thiệt chứ. Nhậu ngày 3 cử. Cử nào thầy? Buổi trưa không ngủ đi uống một chập. 5 giờ uống một chập. Nghỉ ngơi một chút. 10 giờ uống một chập. Cứ là uống thường xuyên như vậy. Uống với gòi giống người, trong người rượu không vậy. Với cái mặt kỳ cục lắm. Đờ. Gặp cái bà già rụng răng, uống rượu xỉn vô gặp nó. Cho nên nó nhậu xỉn rồi, chậu nó gặp bà già nó chậu nàng. Kinh khủng chưa? Bởi vì những Đức nói, bởi vì Phật nói, thấy chưa? Uống rượu là ngu si. Ngày xưa uống rượu nhiều quá nó ngu si, biết không? Tâm tư nghĩ tầm bậy không? Toàn là nghĩ tầm bậy không? Mà ngồi xuống một cái là tính toán giàu sang, tính toán dư của cải. Chuyên gia luôn, làm có dư tiền. Nhưng mà tết một cái là ngồi lại, ngồi suy nghĩ năm nay làm lương tháng nhiêu, rồi bắt đầu là cuối năm sẽ dư, năm nay quyết định phải dư,
phải tích lũy, phải chuẩn bị tiền dư mới được, phải dư mới được. Vậy mà mười mấy năm không dư một cắc. Không biết có ai mà mỗi năm đều tính năm nay dư không ta, mà cuối cùng cả đời cốt khỉ dân quần cốt khỉ luôn. Đúng rõ ràng chỉ có Phật Pháp mới giúp cho chúng ta thăng hoa thật sự luôn. Nên có nhiều người cho rằng là bây giờ con của mình đi học nước này nước kia để sau này có được cái cơ hội lập sự nghiệp lớn trong cuộc đời. Nhận Đức nói quý vị biết, nếu nó không có phước mà nó chỉ có học vị mà nó không có đạo đức, thì dù có học vị đi chăng nữa thì cuộc đời con mình khổ vẫn là khổ 100% luôn. Nên con người này là cái mẫu hình quý vị thấy rõ ràng luôn. Chỉ cần nghe đạo, nếu như một người cư sĩ bình thường nghe đạo, nghe tu nhân tích đức nha, người này vẫn là sống đặc biệt luôn quý vị. Cư sĩ cũng sống đặc biệt nữa. Nên nhà Đức khuyên quý vị đủ duyên học Phật Pháp làm cư sĩ. Làm cư sĩ nghe đạo tu đặc biệt hơn. Còn từ khi cái duyên quá chín mùi rồi, có người để thỉnh quý vị xuất gia luôn, mà bèo gì cũng mời ba lần hả xuất gia. Cái đó là duyên nó quá dày, người này quá đặc biệt rồi mới xuất gia. Còn đừng có tự nhiên vừa nghe Phật Pháp một cái chạy vô chùa xuất gia cho con đi, xin xuất gia đi. Đừng, từ từ. Chưa xuất gia là còn có cơ hội để nhìn nhận. Còn cạo đầu một cái là coi chừng dính chân luôn. Cạo đầu một cái dính luôn, thấy không? Nên từ nơi đó kinh nghiệm nè, kinh nghiệm nó đi qua chia sẻ chân thật. Vì tôi cũng không phải mong mỏi để cầu đệ tử nhiều đâu. Nếu tôi mà muốn đệ tử nhiều thì tôi nói đi xuất gia vô đây này kia rồi, đúng không? Nhưng mà tôi khuyên quý vị có con cháu muốn đi tu, suy nghĩ cho kỹ, tìm hiểu Phật Pháp cho kỹ. Tuy Phật Pháp là đặc biệt nhưng không phải ai cũng hướng dẫn đặc biệt đâu. Có khi bị vô ngay cái chỗ nó không có hướng dẫn Phật Pháp chút nào, quý vị là cũng tiêu luôn. Tiêu á, cho quý vị biết, đừng nói giỡn. Mà cạo đầu cái người ta biết hết trơn, mình xuất gia cạo đầu rồi bước ra khó. Thà làm cư sĩ bình thường đi. Nên tất cả các cô các chú trong chùa mình toàn là cư sĩ cạo đầu, cư sĩ không á. Nên họ sống tự nhiên thoải mái, họ vui lắm. Nó không có phải là bị cái gàng buộc gì quá nặng nề. Cho làm cư sĩ phục vụ với bà già đi. Người ta là cư sĩ vậy đó nghe, mấy vị biết á. Trong chùa mình già nhiều vậy đó mà chỉ có 6-7 cô thôi á, mà nó chăm phỏng mấy chục bà già đó. Nói vị coi, cư sĩ thôi đó, người ta làm vậy đó. Còn các chú cư sĩ chùa mình, nói vị coi, phục vụ chúng sanh đúng không? Gầy la không buồn trách, làm việc nhiệt tình hết lòng. Chỉ cần một ngày 3 buổi cơm, làm cư sĩ mà, đâu có đi tìm ở đâu đâu, nên yên tâm lo tu, thấy chưa? Nó chùa mình toàn bộ cư sĩ, còn xuất gia. Hiện tại ở đây những đức 1, 2, rồi 3, 4, 5, chỉ có 5 người xuất gia thôi. Có 5 anh em xuất gia thôi. Mà ngôi chùa lớn như vậy, bên kia mấy người? Bên kia có 4 người xuất gia. Bên kia cũng 5, 6 người xuất gia chứ. Mà thêm một ngôi chùa mới nữa thì đem qua bên kia chỉ đúng người xuất gia coi chùa mới anh bệnh. Thì quý vị biết rằng chùa chúng ta tổng cộng là hiện tại là 800 người. Mà ngôi chùa mới bây giờ mà phát triển cái nữa thì đông dữ lắm. Mà tổng cộng người xuất gia của chùa chúng ta là cộng lên hết chỉ có 11 người xuất gia. Mà quản lý 3 cái chùa lớn. Có người xuất gia nhiều mà tất cả người phụ bên cạnh như Đức là ai? Cư sĩ hết. Mà do gì cạo đầu để chi? Họ tiện bề tú. Mấy cô toàn là cư sĩ không à. Nên quý vị thấy có những cô mình nó vui, nó tự nhiên lắm. Nó kệ, để cho nó vui tự nhiên đi. Miễn nó đừng có kiêu ngạo ngã mạn thôi. Và thật sự mà nói có nhiều người cạo đầu cái là kiêu ngạo ngã mạn lớn lắm. Ngày xưa những Đức biết mấy vị, ngày xưa những Đức nhận ngày xưa kìa. Sau này đến một ngôi chùa kia cạo đầu. Ngày xưa những Đức la quá trời luôn, không bao giờ buồn. Vậy mà cạo đầu đắp y lên đi lại đây, những Đức nói có mấy câu bỏ chùa luôn. Ghê chưa. Xuất gia đâu phải là cái hành động như vậy. Chúng ta hạ mình càng tu lâu thì càng hạ xuống. Thì đúng là người tu rồi. Phật dạy là nhẫn nhỏ thành tựu nhỏ, nhẫn lớn thành tựu lớn, hiểu không? Nên người trong chùa mình phần nhiều cư sĩ không nên làm việc cực lực luôn đó quý vị. Phục vụ quý vị nhiệt tình. Nên những Đức cứ thường nói mấy cô là cư sĩ cạo đầu, nghe chưa? Chứ đừng có nói ở trong đây lâu mà cuối cùng phục vụ chúng sanh giết rồi mình gương mặt mình ngầu gầy gầy, người ta la sùm. Còn tập khí thì chúng ta ai cũng còn chưa có hết được. Nhưng mà tự xem xét lại những ngày lễ lọc người ta về người ta tu thì mình đã là mang tâm phục vụ chúng sanh thì thôi mình cứ nhiệt tình đi. Tại vì sao? Vì người ta về người ta tu có ngày hai ngày người ta đi về mất tiêu rồi. Thôi mình cứ nhiệt tình tu phước tu duyên đi. Những đứa cứ khuyên vậy hoài đó. Nhưng mà thật sự mà nói thì chúng cho mình cũng không đến nỗi tệ quá đâu quý vị. Họ cũng rất là nhiệt tình lo cho đại chúng khi về đây tu đó. Mấy chú mấy cô đều rất là vui vẻ nhiệt tình, đúng không? Nó nhiệt tình quý vị mới về đây chứ nó không nhiệt tình quý vị không về đâu. Nó rồi ngồi ở ngoài là mấy bà già sắp dép,
đưa dép cho mình mang. Rồi những đứa cũng nói thôi đưa người ta đâu dép, mà người ta không nhận, người ta đòi dép khác thì người ta lấy đi, đúng không? Phục vụ không có dễ đâu, tại vì dép nó nhiều quá mà mang lâu, có những đôi dép á, cái đít nó beo. Đít beo là gì? Là dép mòn, cái đôi dép, cái đít mòn lẳng, mỏng dánh như cạo râu được vậy đó. Có khi cầm đôi dép đưa cho cái bà này, bà nói trời trời cô đưa đôi dép cũ xì, đưa đâu kia kìa, lấy đâu kia đưa cái nữa, nói đâu này cũng cũ, đưa giùm đâu kia đi. Đó mới thử nghe, thử chứ không giỡn đâu trời. Đừng có sân si là anh chí, thấy không? Còn mình chiếu chảy cho người ta nằm nhiệt tình chảy cho người ta. Có những người mình chảy đây người ta đòi nằm đằng kia, nghịch duyên ngược lắm. Mình nói nằm đi, đúng không? Xong rồi có ngày buổi mà. Còn khi chúng chùa thì mình khuôn, còn người ta đến chùa người ta cộng tu một ngày buổi thôi, tùy duyên người ta đi thì mình khỏe mà người ta cũng vui nữa. Chỉ cần người ta đến, người ta chịu nghe pháp, người ta chịu niệm Phật thì ngày nay người ta được lợi ích rồi, hiểu không? Nên chùa mình như vậy, nên phước duyên nó phát triển và ngôi chùa nó hưng thịnh liền vậy đó. Nếu cứ cái đà nhiệt tình gì người ta như vậy là đặc biệt lắm. Cái đặc biệt của ngôi chùa mình là nuôi người già, biết vậy. Nên tất cả những người biết ở đây là chúng ta có cơ hội về tuổi già. Quý vị coi, rộng rãi như vậy, rồi hoa đồ xung quanh chùa đồ, thấy không? Rồi mỗi ngày bình yên lên chánh điện niệm Phật, thấy không? Không nghe tiếng xe ồn náo gì, đúng không? Vậy thì đây là cái chỗ an bình vô cùng cho người già. Rồi đây là cái điểm bình yên cho mấy bà bị chồng bỏ chồng chê. Đây có ai có chồng bỏ chồng chê không? Đưa tay anh coi. Nó đưa tay nheo nhóc kìa, thấy không? Vô đây, chồng bỏ chồng chê vô đây. Trời ơi, cơ hội đó. Nó bỏ nó chê là nó đánh mình đi về cực lạc đó. Chứ đừng có trách nó tại sao anh đánh tôi. Nó đánh mình là nó nói mày tỉnh đi, mày theo tao mày không có tương lai đâu. Tương lai tao với mày ôm đi xuống dưới địa ngục hết. Thôi, tao đánh mày để cho mày tỉnh giấc mộng đời này đó. Mày chạy về chùa hộ pháp giùm tao đi. Hiểu không? Nên bây giờ trong cái cõi đời này nghe nó nghịch cảnh nghịch duyên tùm lum hết trơn á. Ban đầu thì người ta nói hứa hẹn bao nhiêu lời, nào là em chịu lấy anh đi, em sẽ không bao giờ động móng tay cực khổ đâu. Đúng rồi, đâu có động móng tay đâu, động toàn thân không à. Hiểu không? Không có động móng tay, động toàn thân không, khổ vô cùng. Hiểu không? Đâu có làm cực khổ gì, đẻ vài đứa con cho anh thôi là được rồi. Trời ơi, đẻ muốn chết luôn. Đẻ xong rồi xấu xí nó còn chỉ không thương nữa chứ. Có mà. Hồi lúc còn trẻ nó thương nương niu chiều chuộng, mà đẻ đứa con có bầu đồ bì đồ, nó chê chán. Có những người cũng bị như vậy nó, biết vậy. Thôi thì bây giờ trong cái cuộc đời này chúng ta tin sâu nhân quả đi. Nghe Phật pháp rồi chúng ta cởi mở tâm tư. Nên những đứa cứ dùng cái câu là đừng buồn giận người khác để trong tâm. Thấy không? Giận người khác để trong tâm làm khổ mình. Nhớ cái câu này. Bây giờ đi đến đây nhớ cái câu này để nằm lòng nghe chưa? Đừng buồn giận người khác để trong tâm, buồn giận người khác để trong tâm khổ mình. Thấy chưa? Thấy không? Nó dù mình đâu có đối xử với người ta tốt đẹp cỡ nào đi chăng nữa, nhưng mà người ta vẫn đối xử với mình xấu à. Mình cứ nghĩ gì trong cõi đời này phần nhiều là như vậy đó. Nó phản ngược lại với mình không à, thì mình đừng có khổ làm chi. Thôi trả nợ xong, trả nợ xong. Nó mở cái tâm lượng rộng ra. Nó dù nghèo cỡ nào cũng cần nghe pháp, biết bố thí cúng dường từ tâm, thấy ai được tốt mừng cho người ta. Nhà mình có chút ẻn, nhà bên cạnh biệt thự villa bự vô cùng, mừng cho người ta nhà bự, nhà cao cửa rộng. Chứ đừng có nhà nhỏ mà còn chù nhà lớn sập. Trời ơi, lúc trước ở dưới quê có cái nhà này nghèo, vô cùng nghèo. Mà kế cái nhà kia thì người ta bự hơn. Dưới quê thì không có biệt thự gì đâu, nhà bự hơn chút. Vậy mà cái nhà nhỏ kế bên cái chù cái nhà kia hoài. Cái nhà gì đâu mà có tiền thiết ghê, có ngày cháy nhà bây giờ. Gió thổi sập bây giờ. Nhà cao hả, nó sập nhà bây giờ chứ đừng có nói. Không, hoặc là gì ở chòm xóm láng giềng cái thấy con nhỏ kia được chồng thương, mua đồ mới cho bạn đồ này kia, lo lắng vô cùng, cái rồi ngồi ở nhà cũng là bực bội tức ghét người ta nữa. Hoặc đi vào công ty xí nghiệp người ta vừa mua được cái cọng dây chuyền hay chiếc vòng gì người ta đeo, đi nhõng nhảnh vậy mà mình ngồi mình cũng nhìn đàn bà ưa nhiều chuyện đó. Ngồi cái đầu nhìn ra nó có thứ gì nó điệu đàn thiết ghi, giàu bao nhiêu mà dữ vậy. Tao mai mốt chồng tao còn mua cọng bự hơn nữa kìa. Điệu quá trời điệu luôn. Rồi thấy người ta mua cái bộ đồ gì người ta bận á, mà dáng dốc người ta đẹp á, người ta bận cái đầu người ta đi ống áo ống ẹo, cái gọi tướng mình xấu quắc. Nói cái tướng gì thấy gớm.
đi ẹo ẹo cái mông xấu quắc, thấy không, chê chết người ta. Nó cái tâm này, cái tâm tạo nghiệp không có bị, công nhận không? Mà mình đã từng một thời có như vậy đó, chứ không phải không có đâu. Nó, từ nơi đó mà cái tâm tạo nghiệp là rõ ràng, đúng không? Bây giờ nghe đạo mới thấy mình, trời ơi. Bởi vì cái nghiệp mà Phật nói trong kinh nói á, chúng sanh tạo nghiệp mà có hình tướng á, thì tặng hư không có pháp giới này, cũng không có chỗ chứa nữa. Vì nó tạo nghiệp từ cái ý niệm của nó quá nhiều, nên phải nhờ câu Phật hiệu này để hóa giải. Nên bây giờ cái người khổ cỡ nào nghe, chỉ cần tập nghe, đi đứng nằm ngồi nghe, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, cứ thường tập niệm Phật như vậy đi. Nó đi đến đây, người ta đi ra bên kia, qua bên kia, ta đặt cái máy nghe pháp về để cầm nghe tiếp tục. Khi nó vừa nghe như vậy, cái tự nhiên trong lòng nó hừng hực muốn niệm Phật, nhưng mà về nó không nghe nữa là nó nghĩ niệm Phật. Thì bây giờ cần chiếc máy nghe pháp đi cầm trong tay để làm chi? Để nghe hoài, nó giữ con giữ cháu gì đó, để chiếc nghe pháp kế bên. Nó giữ đứa cháu mà nó khó, vô cùng khó, lúc trước sân si với nó, bây giờ nghe pháp được, biết niệm Phật được rồi, đứa cháu nó khóc hòa lên mình dỗ nó, A Di Đà Phật con, A Di Đà Phật, nín đi nè, A Di Đà Phật. Vì coi là nó đỡ khóc liền. Còn cái gặp cái kiểu mà quý vị mà thấy nó khóc, mà quý vị sân si lên á, mà quý vị nói nín đi, nấu cơm cho ăn, thì khóc tôi giết mày bây giờ. Nó khóc thêm đúng không? Khóc thêm mà. Còn nếu như mà mình mà nghe A Di Đà Phật nè, con ngoan A Di Đà Phật nè, cháu ngoan A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, niệm đi con, niệm đi con. Cái đó nó nhìn mình, nó thấy cái mặt mình không có sân si á, nít mà nó biết, đâu phải nít nó không biết đâu trời. Có nhiều người nghĩ rằng con nít nó không biết nên vợ chồng hung nhau trước mặt con không? Thật sự con nít nó biết hết trơn. Cái gì nó cũng biết hết trơn, tại nó nói không được. Hiểu không? Cặp mắt nó biết hết trơn, nó thấy hết trơn, nhưng mà có cái là nó chưa nói được thôi. Hiểu chưa? Nên từ nơi đó mà khi mà mình dịu tâm mà mình dỗ con, nó cũng mau nín nè. Khi mình dịu tâm rồi á, nó khóc lên mà mình dịu cái tâm mình mà niệm Phật cho nó nghe đó, thì tự nhiên nó nhìn, nó thấy mình niệm Phật vậy á, rồi cái tâm mình dịu cái nó nhìn mình cái làm không. Còn mình mà gặp mà trời ơi, mà mình la nó, mình chửi nó, về để ý đi, khi con mà khóc mà bị chửi bị la, phải nó khóc thêm không? Nó không nín mà nó khóc thêm, nó khóc thêm. Mà có nhiều bà chơi ác đạn lắm, nhỏ khóc muốn chết luôn, như nắm nguyên nắm vú nhét vô miệng nhỏ, nhỏ bú sặc muốn le lử luôn vậy, nó bú mà nó nghẹt cổ gì, nó đang bị khóc nặng, nó đang bị khóc như vậy mà cho nó bú là sữa là thành độc, vì cái tâm nó đang bực bội nó khóc, mà mình nhét bú vào miệng liền nó sặc, sữa này trở thành độc, nên bú giờ không có tốt. Nên lúc đó là phải dỗ cho con nó đàng hoàng, cho nó dịu bớt đi, hay cho nó bú, hiểu không? Có nhiều bà mà con mà khóc hòa hòa lên là nó nhét đại vô miệng, muốn nín thở luôn, hiểu không? Đó là không biết cách nuôi con nha. Nên từ nơi đó mà cái này là nguy hiểm lắm, chứ không phải giỡn đâu. Giống như Ấn Tổ ngày nói nghe, có một người phụ nữ mà sanh con ra mà vậy mà hai đứa con bị chết mà không biết lý do. Bà cự lộn với chồng, bà với chồng mà đang chửi lộn ầm lên, tâm bà đang sân hận lên con bà, hoa lên khóc bà, lấy nguyên nấm vú nhét vô miệng con bà cho bú. Vậy mà chúng độc lăn ngang chết queo một đứa, lần sau thêm một đứa nữa. Bà sau này bà mới thỉnh hỏi Ấn Tổ lý do tại sao con chết như vậy. Ấn Tổ ngày nói lúc bà sân hận, bà cự với chồng, bà tính khí của bà nóng giận lên, bà cho con bà bú tí sữa mẹ là vì tình thương, nên máu trở thành sữa ngọt. Nhưng mà do tâm sân hận của bà nóng lên, sữa ngọt trở thành độc dược. Ghê chưa? Cuối cùng cho con bú, nếu mà nặng thì chết liền tại chỗ, nếu mà nhẹ thì cũng bị tan tặc về sau. Kinh khủng không quý vị? Ấn Tổ ngày nói đó. Còn chừng nào mới cho bú? Phải thời gian 1.5 tiếng sau, hoàn toàn tâm khí trở lại ổn định lại, thì lúc đó mới cho bú. Đúng là trong Phật Pháp dạy kỹ vô cùng luôn quý vị à. Nên bây giờ quý vị về đây bị nghe từ cái bố thí cúng dường, từ cái mở tâm lượng, từ cái niệm Phật, từ cái đối nhân xử thế, quý vị biết được nhiều thứ lắm để lợi ích cho chúng ta. Bây giờ đơn giản thì bây giờ quý vị học đạo, quý vị cũng nắm được cái việc nhỏ này nè. Như hồi nãy gặp một cái chú kia, những đức nhờ một cái chú trong chùa, ổng lấy tấm giấy kia viết giùm để những đức ghi một số việc. Cuối cùng ổng nghe lộn, những đức nói nhỏ một câu, những đức nói chú lấy giùm tấm giấy kia viết. Ổng chạy là ổng lấy cái ly, ông lấy cái ly mà ông gót nước đưa trong kia uống. Chứ ông tưởng là mình kêu gót nước trong kia uống á. Mình thì mình nói kêu là ta lấy tấm giấy kia viết, ổng đi lấy cái ly gót nước đưa này uống. Mà ông lấy cái ly bự bự lớn nè, ông gót đầy ly. Thì ông kia cố gắng uống đi chăng nữa, nhưng mà được có nửa ly,
được có nửa ly thôi. Mà những đứa thấy ông kia ông ngao ngán lắm rồi. Những đứa nói thôi được anh uống nửa ly là được rồi, anh cứ để đi không sao đâu anh. Nhưng mà cái ông này ông nghe pháp không hiểu. Nghe pháp không hiểu. Ông nói được rồi thầy, để con ngồi con cố gắng uống thêm nửa ly nữa. Cố gắng uống thêm nửa ly nữa. Nên mình khi múc nước cho người ta, mình hứng nước cho người ta, cái ly đãi khách của mình là cái ly vừa uống dưới cái khả năng mình biết được cái cảm giác. Là cái ly này bưng lên uống mà nhẹ nhàng vừa uống đủ uống. Mà khi mình uống nước cũng vậy, nước vừa vừa mình uống cái nhẹ nhàng đủ hơn thì khỏe. Nhưng mà mình gót đầy ly cho người ta, không lẽ người ta uống còn dư để cho mình. Thấy không? Nên từ đó khi mình gót nước cho người ta là nước vừa đủ uống, gót ít, hết rồi gót thêm. Đúng nguyên lý luôn. Còn khi múc đồ ăn cho người ta, múc cơm cho người ta là múc sớ sớ cơm lên. Chứ đừng có kiểu mà múc lên ịnh nguyên một giá cơm ấp xuống, nguyên giá cơm ấp xuống, thêm giá nữa nhét xuống. Cơm cúng ông tà. Đi coi á, thấy không? Đó là cái cách không biết. Nên khi mình múc canh, múc cơm, mình múc đồ ăn ra dĩa, toàn là khi mình nhìn là muốn ăn liền. Tuy là đồ ăn ngon mà múc mà ém là thành đồ ăn dở. Nên gỏi hay đồ ăn hay canh riêu múc đừng có múc quá đầy, múc vừa thôi. Còn cơm múc sớ sớ lên. Gỏi này kia đâu, sớ 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 lên để vừa vừa trong dĩa. Xung quanh là một cái dĩa nhưng để ở trong cái dĩa vừa vừa thôi. Hơi lú lú cao lên chút, đừng có đầy tràn xung quanh miệng dĩa mà quá cứng thì không còn ăn được nữa. Hiểu không? Quý vị coi một cái việc này thôi là cũng một nền giáo dục đó quý vị. Mà nhiều người không hiểu luôn, thấy không? Nên từ nơi đó mà con người phải tích phước. Rồi những đức thấy cái chú hồi nãy, ông nghe những đức giảng thấy rõ ràng ông làm cái gì đó. Mà những đức thấy rõ ràng cái gì quý vị. Nói lấy tấm giấy, một ông thầy đem tấm giấy cho ông, tấm giấy bự vậy nè. Ông nói thầy cho con tấm giấy nhỏ thôi thầy, tại vì con ghi tấm giấy bự nó hao giấy. Ghê không? Một người cư sĩ mà chạy xe, một người cư sĩ chạy xe mà như vậy đó. Đi lại đây thường chở Phật tử về đây tu nè. Thường chở Phật tử về đây tu mà chở cái đoàn Đồng Nai hay gì đó, mà gọi là xe chở 45 người. Xe chở 45 người mà ông nhét nhiêu 80. Bữa nay ông chở 80. Xe 45 mà bữa nay chở 80. Ông nói rằng thôi kệ mấy bà già tội nghiệp bả. Thí dụ như chiếc xe này mình 45 người mình chở mình lấy 3 triệu. Mà nếu mà chở được 80 người thì chia ra bớt ra thì nó không có bao nhiêu tiền. Mấy bà tốn ít tiền, tội nghiệp mấy bà già đi chùa. Thấy chưa? Hay không quý vị? Làm tài xế xe mà nghe đạo cũng đặc biệt nữa. Nên làm như vậy đi. Một tờ giấy, người ta là cư sĩ mà đưa một tờ giấy như vậy, người ta kêu cho tờ giấy nhỏ. Chi vậy? Con ghi có mấy chữ mà lấy tờ giấy nhỏ, giấy bự gì nó hao giấy thầy ơi. Kinh khủng chưa? Dạy mình hay chưa? Giáo dục mình chưa quý vị? Ha? Nó nên cái việc mà nhà Đức nói căn bản này cho quý vị nghe, bị áp dụng đi. Lợi ích cực kỳ lớn luôn, cả đời tích phước. Có phước cho người ta hưởng. Mình hưởng ở đâu? Cực lạc. Ô tuyệt vời. Hưởng ở cực lạc. Hưởng ở cực lạc thì thọ mạng dài vô lượng. Hưởng ở đây là hữu lượng. Ở đây có giàu cỡ nào đi chăng nữa, thời gian ngắn là chết queo rồi. Ở cực lạc không có chết. Nên chúng ta ở đây có phước dùng đủ thôi. Còn phước cho người ta hết, cho người ta xài đi. Đưa cho người ta xài thì phước hưởng đời đời kiếp kiếp không hết luôn. Nên mình không khéo mình hưởng phước ngắn ngủi chết queo rồi. Hết phước là chết queo liền đó. Nên những đức nói cả đời những đức bây giờ phải tích phước. Phải tích phước. Có phước cho người ta hưởng. Nên đi chơi cho người ta đi chơi, mình ở nhà. Tại vì sao? Người ta thích đi chơi cho người ta đi chơi, mình ở nhà. Ở nhà nuôi mấy bà già. Viết trách nhiệm của những đức là nuôi mấy bà già nên không đi được quý vị. Chứ thật sự thì cũng muốn đi. Có khi cũng muốn đi chơi đó, lâu lâu cũng muốn đi chơi chút đó. Nhưng mà vì trách nhiệm nuôi mấy bà già, bây giờ mình mà đi nữa lỡ bà ở nhà bà chết làm sao? Mấy bà già bà chết thường xuyên à. Chết hoài à. À, có bà cụ kia, ông kia bà 89 tuổi, 89 tuổi, bà đến bà nghe chiếc máy ai tặng cho bà nghe được 2 năm, xong bà quyết định bà đi mà con bà không cho đi. Cuối cùng nghe bà trốn con bà đi luôn. 89 tuổi, lỗ tai nghe rõ mắt sáng, ôi đặc biệt vô cùng. Bà lên mới nói gặp thầy, thầy trời con vô đây con ham quá, con muốn ở đây quá.
Mà bây giờ con sợ ở đây vài bữa con có vô nó tìm con rồi nó làm phiền thầy. Những đức nói không có gì làm phiền hết trơn á. Ăn thua bà quyết định. Bà quyết ở thì ở, quyết gì thì về chuyện của bà. Còn những đức chỉ là nhận bà chứ không nhận tiền. Con sợ con nó hổn với thầy. Những đức nói hổn với ai chứ hổn với những đức. Những đức giả vô mỏ nó chứ hổn với những đức. Ôi là trời, gặp ông thầy hung dữ mà nói chuyện đơn giản. Những đức dữ lắm, không phải giỡn đâu. Tu tu chứ đụng những đức, những đức giọng vô mặt chứ đừng nói mà giỡn. Đừng nói chuyện đùa. Tôi nuôi bao nhiêu bà già ở đây, bà nào dữ còn dữ hơn tôi không? Tôi bị nói mấy bà già hiền lắm hả? Trời ơi, vô tu tu chứ ngày xưa cũng bán cá, bán vịt, bán gà. Mua nảy chuối 5.000 bán 15 là bán vốn. Đâu có đơn giản mấy bà già này đâu trời. Nên quý vị coi nói chùa chuyện mà mấy ông thầy nuôi người già có mấy ông thầy. Chỉ có những đức này, ông thầy giang hồ mới nuôi được người già. Thì coi đúng không? Nhưng mà tôi có tâm nghe. Nhìn tôi vậy đó, tôi có tâm đó. Tôi có tâm tôi mới nuôi người già. Thấy không? Kệ nói chuyện gì đi, mà quý vị phải nghe. Chúng sanh bây giờ thích thô. Mình thô quá mà kêu dịu thì sao mà nghe. Gặp mà dịu mà lên. Này quý Phật tử à, chúng ta phải sống có đạo đức. Rồi phải về làm vợ tốt nghe không? Rồi phải làm người cha người mẹ tốt. Phải hiếu với cha mẹ của mình. Phải đàng hoàng với bạn bè. Và phải làm một người chủ tốt nghe con. Nói mà cái mặt phải diễn á, cái miệng cười, vừa nói vừa cười cười, cái miệng còn mắt thì liêm nhiêm rồi. Mấy bà chứ nghe một chút. Ở trên, các con tại sao ngủ nhiều vậy? Nói kiểu đó, ngủ thêm nữa. Còn mình ở đây, mình thô mình đánh âm, âm, âm. Bà dưới chân bị ngủ, âm, bà kia, hả cái gì trời. Bà tỉnh bà mới nghe. Quý vị biết cái tâm con người mình bây giờ nó đã là mê. Mà bây giờ quý vị nói cái dịu không thì làm sao nó nghe được. Nó phải chen cái mê vào và như thế nào phải công phá vào đó mới được. Cho nó tỉnh liền, tỉnh ngủ mới nghe. Chứ không tỉnh ngủ sao nghe. Dù có nói hay cỡ nào đi chăng mà ngủ sao nghe. Công nhận không? Nhìn có ai ngủ không? Bà nào dám ngủ? Thấy chưa? Nó nên những đức nói nghe pháp đừng giữa tường là điều thứ nhất. Nghe pháp đừng ngồi trong kẹt là điều thứ hai. Kẹt quá mới ngồi trong kẹt. Nghe pháp đừng ngồi gần quạt gió là điều thứ ba. Vì sao quạt gió thổi hiu hiu mình ngủ? Ngồi trong kẹt không ai thấy ngủ. Dựa vào tường không ai thấy ngủ. Thấy không? Nghe pháp phải ngồi bên ngoài. Ngồi ngay mặt tiền. Bà nào mà ngủ nhiều ngồi ngay cái mặt như đức á, đố mà dám ngủ. Vừa sợ như đức là một, vừa ngại vì những đức giảng như vậy mà ngủ là hai. Nhiều cái nó gom lại quý vị không dám ngủ. Còn ngồi xa những đức quý vị sẽ ngủ đó. Hiểu không? Nên những đức nó đúng là cái buổi chia sẻ bọc pháp là nó đặc biệt. Nó làm cho người ta cười lê rai. Nó mà cười là thấy ngon rồi, đúng không? Cười là thấy ăn khách rồi. Nói Phật pháp mà người ta cười được là đẹp rồi. Còn cái kiểu mà nói hay gì không biết mà ngồi ở bên dưới mà cái mặt nó chảy ra. Mấy bạn ngồi ban đầu thì ngồi ngon lắm nghe, rồi son phấn đồ đánh rồi đi nghe pháp mà cũng vậy nữa đó. Chùa này là ngon là nhờ những đức á. Mấy bả đâu có dám. Đố mà ai mà dám gặp những đức mà dám luôn á. Tại vì những đức cứ chọt ngay chỗ đó hoài sao dám. Cái nói son phán này những đức không vừa lòng mà sao mà dám gặp những đức mà như vậy không. Rồi từ từ đến đây nghe viết rồi không dám. Thấy không? Nên từ nơi đó mà trời ơi ban đầu mà nhiều nơi khác mà giảng pháp. Mà ngồi cũng nghe pháp cũng trang điểm đồ đẹp lắm nghe. Ngồi một chút ông thầy ông nói dịu quá dịu, ban ngồi dưới cái mặt nó chảy. Rồi cái mồ hôi nó đổ ra, cái nó có đường, có lằn vậy đó. Môi đỏ nó chảy. Y gan máu vậy đó, trời là trời. Nó thấy gớm cái gì đâu á. Nó son quắn gì đánh một lớp. Nên mấy bà này trang điểm mới biết cách trang điểm nghe chưa. Lâu lâu đi đâu trang điểm nhẹ nhẹ, tới trang điểm gì đâu mà thấy ghê. Cái môi một
phệt, con mắt bầm nâu, con trang điểm gì mắt bầm nâu vậy, muốn mắt bầm mà đẹp chỉ vọng vô mặt vài cái đi, mắt nó bầm cái gì đâu. Bây giờ có trang điểm mà nó đánh ngay chỗ này nữa vậy, đánh đây chỗ này bầm nâu vậy đó, giống như hôm qua chồng mới đánh vậy nè, hiểu không? Nên từ nữa mình phải biết cách trang điểm, trang nhẹ nhàng thôi, ta vừa nhìn là thấy quyến rũ đúng không? Có trang cái gì đâu mà trang điểm mà nhìn cái hồi tối coi phim ma sợ ma quá, hiểu không? Nên nó đi để về chùa thấy sạch sẽ chưa, cô nào cũng sạch, sạch từ đầu đến chân chưa, nên không dám sức dầu thơm luôn. Vô đây mà nghe bay mùi lên những đức, mà những đức mà lô mũi thính á, ngồi trên đây mà nghe mùi thơm mà bay bay lên nói bà nào đánh dầu thơm, bà nào xịt dầu thơm vô đây. Từ nơi đó thì thấy rồi. Nên nguyên một vàng Phật tử cái tâm gì, tâm gì, tâm gì cực lạc đó. Vì cực lạc thì thơm, thơm hoài luôn, mùi thơm mà bay tặng hư không khắp pháp giới luôn. Còn ở cõi ta bà này thì sao, thúi, khỏi cần nói, dòng do tâm quá thúi in, không thúi sao xịt dầu thơm, đã thơm sẵn rồi ai đi xịt dầu thơm chi. Nên chúng ta như những đức ngày xưa này, nó thúi ùm mà, người thúi chỗ nào cũng thúi, nên nó làm đủ cái thơm để mà đắp vô chứ. Rồi nên từ nơi đó cái cõi này chúng ta là tâm thúi, thân thúi, cơ thể sẽ sinh thúi và bỏ thân luôn. Còn thế giới cực lạc thì không hoại thân. Ôi ô, nói tới cực lạc là nó mê. Nói tới cực lạc là nó mê. Bây giờ ở đây xấu như vậy nè, mà bây giờ cực lạc trời ơi, 32 tuấn tốt, 80 vẻ đẹp, trời ơi mê quá. Mê quá. Thân nữ như vậy sanh đẻ khổ đau. Vậy mà vì cực lạc là Phật nói như thế nào? Tướng trượng phu 32 tuấn tốt, 80 vẻ đẹp, trời ơi nó đẹp không tưởng tượng được. Trong một niệm thôi đi 10 phương chư Phật cúng dường, mà toàn là gặp Phật thật không, gặp Phật thật không. Đến gặp Đức Thích Ca Mâu Ni cúng dường xong, nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp âm vang 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 vang, nghe một cái trời ơi tâm trạng thoải mái quá, thoải mái quá. Rồi mỗi ngày được gần thân cận Phật A Di Đà, ngày thuyết pháp âm vang cho mình nghe, mà tiếng Đức Phật A Di Đà thuyết pháp nghe vang 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 vang, trầm bổng nhẹ nhàng. Rồi ô nghe một cái trong lòng của mình thoải mái quá, an lạc quá. Trời ơi quý vị, cái cảm giác này mà vừa nói lên mà nó còn cảm được luôn đó quý vị, ghê thiệt chứ. Thế giới cực lạc quý vị, tại sao mà chúng ta không còn khổ ở cõi này nữa? Vì chúng ta chuẩn bị gì cực lạc rồi, chuẩn bị gì cực lạc rồi. Nên cái khổ gì ở cõi ta bà này cũng chúng ta sẽ gói gọn lại hết. Khổ cũng được, khổ cũng được, bị đày đọ cũng được, bị đối xử tệ bạc cũng được, bị chồng đánh cũng được, bị lấy tiền cũng được, lấy của hết cũng được. Vì sao? Vì ta sẽ gì cực lạc. Cái tâm đó đi, cái tâm đó đi, mấy bà còn khổ không? Bây giờ nhiệt tình hết, nhiệt tình hết, làm Bồ Tát vợ, làm Bồ Tát chồng, nhiệt tình luôn, đối xử như thế nào cũng làm Bồ Tát hết, chỉ cần làm người niệm Phật là Bồ Tát. Rồi mấy bà nghe kiểu này đúng là nó nghe nó phê luôn á, nghe mà trời ơi bây giờ 10:25 thôi bữa nay giảng tới cùng luôn, khỏi niệm Phật ra đánh địa chung ý quỳnh gì ra cũng biết thật không sanh luôn. Ngồi đông quá bây giờ nó chuyển hướng hoài, nó cũng nóng tới mồ đúng không? Nó một chút nữa thôi, chỉ còn một chút nữa thôi. Thấy không? Thì thấy chưa? Thời gian đi qua rất mau. Vì sao? Vui. Nên cuộc đời của người mà khi khổ đau cùng cực thì thời gian nó cực kỳ lâu. Nhưng mà cái vui như vậy, cái sanh pháp vị như vậy, cái sự an lạc như vậy, đau chân thì thẳng chân thì sợ gì? Đúng không? Thì thời gian qua rất mau. Trời, nãy giờ bao nhiêu nụ cười nghe. Thấy có ba người này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 thấy lạ lạ mà cũng cười hoài. Được, được, đúng không? Nói sao không biết mà ai cũng cười, quý vị thấy chưa? Cười là đặc biệt rồi, kết duyên nụ cười là tuyệt vời quý vị. Chúng ta mong làm sao đời đời kiếp kiếp gặp nhau cười. Gặp nhau cười, đừng có gặp nhau đừng có gặp nhau
bọng môi trợn mắt thôi, đúng không? Gặp nhau cười là đặc biệt rồi, quý vị thấy không? Nói cái gì không biết mà nãy giờ cười. Tại vì sao? Cái cảm giác muốn về cực lạc. Rồi cái lúc mà nói mà muốn về cực lạc là cái tâm của nó nghe. Rồi cái tâm phải như vậy đó nghe. Cái tâm mà nghĩ mình lúc nào cũng là người dân ở cực lạc nghe không? Thì cái tâm nó gì nè? Gì nè? Về mà chồng chửi một cái là A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, anh chữ hoài. Vì sao về cực lạc quá? Vì mình muốn về cực lạc. Trời ơi nhiều mà bà nghe Nhật Đức nói mà Nhật Đức nhìn xuống nhìn cái mặt bảo đó, mắc cười muốn chết. Nhật Đức nói ở đây muốn về cực lạc thì nó bọng môi bả dưới mà cũng làm nè. Đến mức mà đúng là chịu không nổi luôn quý vị. Thu hút quá. Thu hút mà bả dưới là mắc kiểm soát luôn. Coi cô để cô lại cô nói, nhưng Đức có nói nè, con nói thiệt với thầy nghe. Mỗi lần mà con nghe thầy giảng là con mắc kiểm soát luôn. Nhưng Đức nói ồ qua đạo nhưng mà dữ dằn rồi nhỉ. Tại vì thầy trên thì giảng thì nói mạnh quá, cuốn hút quá mà con ở dưới mà chồng con cứ nói là trời ơi bà sao mà bà ngồi dưới bà nghe thầy giảng mà cái mặt bà kỳ cục quay phim lên tôi mắc cỡ muốn chết luôn. Cái gì đâu mà bà ngồi dưới mà mặt bà làm nè. Bà làm ngộ muốn chết luôn, bà làm chút bà làm nè. Cái đầu Nhật Đức nhắm ngay, tại Nhật Đức giảng nó ẹo qua ẹo lại, nói đầu này đầu kia, nó nhìn nó giáo giác thì bả, Nhật Đức nhìn đâu thì bả nhìn theo vậy, Nhật Đức nhìn ra nhìn theo vậy, còn Nhật Đức nhìn thẳng bả thì bả làm nè. Trời ơi, có nghĩa là nó thu hút rồi đó. Nó kéo, quý vị nghe không? Tình độ là phải như vậy đó. Bởi không? Tại sao ngày xưa Đại Đức Thích Giác Nhàn mà ăn khách như vậy? Trời ơi, cái môn này nè quý vị ơi, rõ ràng quý vị nghe Nhật Đức giảng, vì hồi ức lại đi đúng không? Ngày xưa thầy Giác Nhàn thầy giảng mà cái môn này nè, mà chọn Phật tử bên dưới mà nó hú hà mà nó hứng thú lên niệm Phật. Coi, cái môn này nè, mà cái môn này là cái môn chỉ được bệnh chúng sanh, chứ không còn môn khác nữa. Bây giờ mà diệu diệu là chạy sạch, nói mà cao siêu là không làm được luôn. Nó không làm được luôn quý vị ơi. Nó chỉ cần làm sao mà cởi mở được tâm tư thôi nè. Cái quan trọng là đánh vào tâm tư cho cởi mở ra nè. Thì biết cái người mà siêng niệm Phật là gì sao? Thông tâm. Thông tâm nó mới siêng niệm Phật. Thì kêu niệm đi, niệm đi, niệm đi. Trong tâm nó kín mít hết trơn rồi. Chỗ đào mà để Phật A Di Đà vô mà niệm. Bây giờ phải cần thông được cái tâm, cởi mở tâm tư ra nó mới niệm được. Đó. Ngày nay còn hai buổi đó. Này giờ này buổi đúng không? Chiều một buổi đúng không? Tối một buổi. Đúng không? Tới cùng luôn. Cái này là quá nhiệt tình quý vị không? Ôi đúng là Phật giang hộ. Cái tiếng này mà kệ Phật cho không? Chờ tới bến. Đúng không? Cho cái tiếng khỏe đúng không? Còn nếu mà khao thì vừa thôi cũng chịu hết nổi. Nhưng mà cái tiếng của mình nó khỏe quá. Giống như hơi của nó, trời ơi, đúng là hơi Phật A Di Đà cho hay sao mà. Vì đâu mà nó hừng hực cái tâm, nhất là những đức mà cảm giác nhất là nói về cực lạc, về nói về A Di Đà Phật. Hai điểm đó là những đức mạnh nhất. Nó bởi cái cảm giác mà những đức thường nhắc chúng mình. Làm cái gì mệt là nói con là người dân ở cực lạc. Bị ai ăn hiếp, con là người dân ở cực lạc. Bị người ruồng bỏ, con là người dân ở cực lạc. Sống trong cuộc đời này không thành đạt cái gì, con là người dân ở cực lạc. Luôn luôn là tôi là người dân ở cực lạc. Còn quý vị chỉ cần ở đây là khổ liền, không nói vòng vo chứ. Chỉ cần nói tôi ở đây là khổ liền, là cõi này nhất định khổ liền. Nhưng mà nói tôi ở cực lạc, mà chỉ cần nghĩ tôi ở cực lạc là cõi này xả liền. Cõi này chúng ta buông liền. Buông mà không phải đá đổ, mà buông là đến lúc đủ duyên là buông liền, là thỏa mãn đến. Đúng không? Nên đi đâu cũng đeo cái máy niệm Phật nhỏ bên cạnh nghe chưa? Đang đặt 10.000 cái đem gì nè. Đi đâu cũng đeo cái máy niệm Phật nhỏ bên cạnh, cứ bắt cái niệm Phật suốt bên cạnh. Lỡ kiếp nạn gì đi xem mà đường cái râm. Nó cái bụp liền thấy chưa? Chuyện giỡn à. Nói cái râm là cái bụp liền đó, nói đùa. Nói cái này là cái kiếp nạn nhân sinh này tùm lum. Ha, bởi vì vừa nói cái râm là kêu cái bụp á là có đó. Đang đi ngoài đường mà râm dính trong chiếc xe, nhưng cái máy vừa mặt niệm Phật vẫn còn niệm đúng không? Nhìn đứa kế bên á, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, lúc đó nằm trong chiếc xe đừng suy nghĩ bác sĩ cứu mình gì chân á, mà cứ mong Đức Phật A Di Đà đến trước mình, nằm trong đó A Di Đà Phật, A Di Đà Phật,
Lúc đó cảm liền nghe thọ mạng đến rồi, cảm liền nghe Phật ấy là đến rồi kìa, đến rồi kìa. Cái bà đó mới nhìn theo. Phật ấy đã đến rồi kìa, đến rồi, đến rồi. Lúc đó mình nghe trời, trong lòng mình tự nhiên sao mà cái cảnh giới này không còn là chiếc xe đè mình nữa. Cái lúc mà niệm Phật mà Phật rước á, là lúc đó không còn chiếc xe đè lên người mình nữa. Vì sao? Vì cái lúc đó không còn cái thân của mình nữa, mà mình đã cảm với cảnh giới của Phật rồi. Mà lúc đó mà gần chết mà vẫn ai với Đà Phật, gần chết mà ai với Đà Phật, Phật ấy là đến rồi. Đến rồi thì tức khắc quang minh phổ chiếu bao trùm một bầu trời. Chúng ta nằm trong quang minh của Phật A Di Đà. Lúc đó không còn chiếc xe đè, không còn đau đớn, không còn thấy máu, không còn nhìn thấy mình, mà nhìn cái gì? Toàn là Phật A Di Đà và Bồ Tát và thánh chúng. Ôi, lúc đó là cái niệm Phật của mình là được Phật gia trì, phóng quang nhiếp thọ, công phu đắc lực trở thành nhất tâm. Toàn tâm là Phật, toàn Phật là tâm. Lúc đó bắt đầu là cảnh giới là Phật không à. Bị đè trong đó rồi mà nếu mà chờ bác sĩ là nó đau, nó giãy, đau giãy mà giãy không nổi. Mà chết một cái là diêm vương rước mình đi liền. Nhưng mà bây giờ mình niệm Phật, lúc đó mình niệm Phật, Phật Phật A Di Đà ơi, ngài đến đi. Lúc này là lúc con đang cần ngài. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật đến, cảm bổ nguyện xuất hiện liền. Trời ơi. Bao nhiêu năm chờ đợi. Nghe không? Bao nhiêu năm chờ đợi ngày nay bây giờ đã đến rồi. Phật A Di Đà ơi, cả ngày lẫn đêm con đang chờ đợi ngài, bây giờ ngài đã đến rồi sao? Đến rồi, đúng không? Lúc đó bắt đầu là trong cái cảnh giới xe không còn nữa, mà thấy Phật A Di Đà đem một cái đài sen thiệt là bự nha cậu. Bỏ cái đài sen xuống, tự nhiên mình thấy cơ thể của mình nhẹ như bông, toàn thân sắc vàng rồng. Nghe mê chưa? Sung sướng quá, nói tới đâu này mà giỏi ốc người luôn chứ không có giỡn đâu nghe quý vị. Tự nhiên mình thấy mình bước lên chiếc đài sen nghe, tự nhiên cái cảm giác mình nói cho mình phê chứ, chứ thật sự thì bay làm gì quẹo kỳ cục vậy, đúng không? Đức Phật A Di Đà trước là không có cái nhà cao cửa rộng gì chặn được cái bổ nguyện đó, chứ không có chặn được. Nhưng mà khi cái bổ nguyện Phật A Di Đà mà rước mình là tự nhiên nó xuyên qua tất cả các cảnh giới, và trước mặt chúng ta toàn là hoa sen và quang minh không. Trời ơi, nó cảm giác tuyệt vời vô cùng. Nó tự nhiên một khoảnh tay nhẹ thôi, khoảnh tay thôi. Chỉ một khoảnh tay thôi thì chúng ta ở đâu? Cực lạc. Hoa sen sẽ nở ra, ta từ hoa sen đó bước ra, là một cái tướng trượng phu quang minh rực rỡ. Chúng ta lúc đó sung sướng quá. Những đức bây giờ là Phật rồi. Đúng không? Ôi, cái cảm giác đó vị, nó thích thú. Nó thích thú, ngày đó sẽ đến. Ngày đó sẽ đến với những con người niệm Phật này. Ngày nay là ngày Phật đản nghe, nương vào bổ nguyện mà nói thật, nói hết lòng đó. Ngày đó sẽ đến với tất cả những con người nhất tâm niệm Phật, một câu Phật hiệu niệm đến cùng, quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quá. Ngày đó sẽ đến với những con người này. Trời ơi, cái cảm giác vui vẻ này rồi thì quý vị biết ở đâu cũng vui. Ở trong một căn nhà chật hẹp cũng vui. Khói âm âm phủ căn nhà mà lại cũng vui. Nó vì sao? Vì tôi ở cực lạc mà chào. Còn ở cõi này là tôi đang trả nợ một thời gian ngắn ở đây thôi. Nên Phật Thích Ca Mâu Ni ngày nói rằng các con à, các con hãy chịu khổ một đời ngắn ngủi đi các con à. Chồng đánh, chồng chửi, chồng đuổi cũng chịu đi con à. Một đời ngắn ngủi thôi con à. Và con niệm Phật cho tốt nghe con à. Rồi ta nhất định báo cho các con biết, các con sẽ được Phật A Di Đà rước về cực lạc nghe con ạ. Trời ơi, chắc chắn luôn. Đừng có nói, đừng bao giờ nản lòng nghe quý vị. Đừng bao giờ gặp sự trở ngại gì mà nản lòng nghe chưa. Dù gặp sự cố gì ta cũng có về cực lạc gặp nhau. Trời, nguyên một cái dàn người này nghe, mà mai mốt mà mình về cực lạc mà mình điểm mặt từ người luôn. Đừng có nói chuyện giỡn chơi, đúng không? Về cực lạc rồi là gặp nhau trên từng người, từng người, từng người, từng người đó, gặp nhau trên đó đó quý vị. Kỳ nghĩ đi, nó thích thú cỡ nào chưa. Vừa chỉnh vừa gặp một cái là ô chị Mai về cực lạc á chị, về nào chị, đi xa quá. Hồi thờ lúc đó giảm pháp thì gặp hoài, nhưng mà sau này đi ẩn tu rồi không thấy.
Chị cũng đặc biệt ha, vì mà quyết định tu luôn hả? À, từ khi nghe thầy giảng là tu luôn tới bây giờ đó. Hồi đó thì lên chùa mà sau này ít lên chùa lại thì cũng ở nhà niệm Phật, thầy ơi bây giờ thầy về hồi nào? À, về mới đây à. Nên từ nơi đó gặp lại mấy trưởng đoàn của chiến. Ồ, về cực lạc luôn hả? Ồ, đúng là mừng ghê nha. Gặp mấy vị ở đây thì bây giờ mình chưa biết tên mấy người này, nhưng mà về cực lạc là biết hết. Thấy từng mặt biết hết luôn. Điểm mặt mà tôi nhìn mặt nè, từng người nè, nhìn hết nè, để chi mai mốt về cực lạc biết, biết hết luôn á. Chứ không có giỡn đâu nghe. Bây giờ nguyên một cái dàn người này mà đi về cực lạc là sao? Mỗi buổi sáng tinh mơ, chúng ta nói vậy đi chứ cực lạc không có sáng tối, đúng không? Nhưng mà chúng ta nói theo cái cõi đời đi, mỗi buổi sáng tinh mơ chúng ta cùng nhau đi đâu, chắc chắn là những đức là trưởng đoàn, chắc chắn luôn. Tại vì sao? Người hướng dẫn mới bị về cực lạc thì nó mới là trưởng đoàn ở thế giới cực lạc. Quý vị ở đây là trưởng đoàn dẫn người đi tu, đi đến đây là gặp trưởng đoàn này dẫn dắt là chính, những đức là trưởng đoàn chính, còn mấy bà mà dẫn đoàn là phụ. Chia nhóm là dẫn người đi cúng dường mười phương chư Phật, một lèo một đi vèo 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 nguyên một vàng người này, không cần xe cũng không cần máy bay, tại vì mỗi người công cụ mình là hoa sen. Đã gì đâu, công cụ mình là hoa sen. Quý vị nghĩ đi, trong một niệm thôi là vèo, trời ơi, trong một cái không gian không có giới hạn đó, tự nhiên đi đến gặp Phật và nghe pháp cúng dường thôi. Mà đi mười phương chư Phật mà trong một niệm, chưa qua một buổi ăn nữa, ôi, chưa qua một buổi ăn nữa ra tới mà trở về thế giới cực lạc rồi. Nó sung sướng nhất là mỗi ngày ở thế giới cực lạc là chim hót thiết pháp, nước chảy thiết pháp. Mà diệu pháp âm này không phải là nghe mà ngủ gục hoặc cười như vậy, mà diệu pháp âm ở thế giới cực lạc là nghe làm sao? Nghe nó làm cho con người mình thư giãn. Mà cái thư giãn ở thế giới cực lạc chúng ta cũng không thể nào giải thích được luôn. Cái thư giãn ở thế giới cực lạc chúng ta không giải thích được. Thí dụ như ở đây chúng ta nghe pháp chúng ta bị phê đi, chúng ta có thể vui cười và thoải mái tâm trạng. Nhưng ở thế giới cực lạc là cái pháp vị ở thế giới cực lạc á, là nó làm cho con người của mình á, là nó dịu hoàn toàn tâm. Nó buông tất cả trần cấu, không còn một cái nghiệp chướng gì nổi lên. Thì con người mình giống như trong thiền định, như cảnh giới của bậc A-la-hán vậy đó. Nhưng mà thế giới cực lạc còn an lạc hơn là bậc A-la-hán, vì cảnh giới cực lạc là cảnh giới Bồ-Tát. Thì nghĩ đi. Ồ, nghe bữa nay rồi mà không muốn về cực lạc nữa thôi, đúng không? Tại vì cái cõi này không có tồn tại, nên phải quyết chí niệm Phật mới được. Quý vị nghe những cái điều chia sẻ này thì mỗi một người chúng ta tự nhận thức. Chúng ta không phải nói người giàu sang có tiền nhiều, mà trong Phật giáo nói rằng người giàu sang lớn nhất là có tâm bố thí. Vậy thì dù người này nghèo không có tiền, nhưng mà người này chỉ cần có một cái tâm bố thí thôi thì người này là người giàu sang. Còn cái câu kế người nghèo khổ lớn nhất là có tâm keo kiệt, người này cực kỳ giàu luôn mà không làm được một việc thiện, việc phước gì hết, không biết ăn chay niệm Phật, thì người này là người nghèo khổ lớn nhất. Nên mỗi một con người chúng ta khi nghe Phật pháp, chúng ta đều có cơ hội, cơ hội để mà tu phước tu duyên từ ngay cái tâm này nè, từ ngay cái tâm này nè. Thí dụ như mình chưa nghe đạo, đi nhà mình có 10 lon gạo, mình nghĩ rằng 10 lon gạo này để dành cho gia đình, cho con cái ăn. Nếu cho người ta một lon thì nhà bớt một lon rồi. Nhưng khi mình nghe đạo, mình dám chia cho người ta 3 lon, 4 lon luôn. Tại vì sao? Vì khổ cùng chia sẻ mới quý. Nên có những người, người ta không hiểu đạo. Thí dụ người ta gặp một kiếp nạn gì đó, người ta đi chuẩn bị đồ ăn đồ uống để chuẩn bị. Thí dụ như kiếp nạn đó, sự thật nó đến với mình lâu dài, sự chuẩn bị của mình dù nhà mình có nhiều để dành để đủ ăn, nhưng coi chừng mình không ăn được mà mình bỏ mạng trước thời gian. Tại vì sao? Vì con người, người ta không có ăn thì người ta cũng giết mình. Nên mình chia người ta còn có thể mình sống lâu dài, mà mình còn có được cái đức, cái phước khi lúc khổ mà mình biết chia ra.
Thí dụ như một con người không hiểu đạo đi, họ chỉ biết gom góp của cải vật chất, thì khi họ gặp những cái thời cuộc kiếp nạn này kia thì bắt đầu họ tích trữ lương thực bán ra giá cao này kia được. Từ nơi đó là người nghèo nàn thật sự. Tại vì cái lúc mà cần tu phước tu duyên mà không chịu tu, cần tu phước tu duyên mà không tu, mà chỉ biết gom góp của cải vật chất để dành mà còn bán cái giá cao ra thêm nữa, thì con người này cuối cùng quý vị coi, của cải vật chất nhiều trong tay họ có nhiều đi chăng nữa thì cũng uổng công vô ích. Tại vì sao? Vì khi cái chết đến rồi có ai cầm theo được không quý vị? Nên có một câu nói nè: cuộc đời có nghĩa gì đâu, nay còn may mắn có chi của mình, đúng không? Nên mình nghe Phật pháp mình nên nhận thức đi, bữa nay còn ngày mai mất rồi có chi của mình. Có những người giàu vô cùng luôn á, bữa nay sờ sờ như vậy của cải vật chất danh tiếng lẫy lừng, ngủ đêm ngày mai chết queo, có chi của mình không? Nên mỗi một con người chúng ta nhắc mình là mình chỉ cần có tâm bố thí là người giàu sang. Nhớ nghe, chỉ cần có cái tâm bố thí thì là giàu sang. Còn nếu như giàu sang mà có cái tâm keo kiệt là nghèo nàn. Nên bản thân của mình nghe đạo, mình biết tu nhân tích đức, bố thí cúng dường, mình còn dạy cho con cháu của mình biết tu nhân tích đức, bố thí cúng dường. Nhưng Đức từng nhắc nhở rằng dẫn con ra ngoài chợ mua đồ, thấy người ta, con người ta nghèo nàn đi mua đồ hoặc là đi bán đồ gì đó, bán vé số gì đó, mà nó đói khát, mình mua cho con mình bánh nhiều vô cùng, mình có thể kêu con mình cầm cái bánh đem qua cho bạn đi con. Cho bạn xong còn nhắc con mình rằng: con nhớ nha, cuộc đời con người mình có ăn biết chia cho người khác miếng ăn, như vậy thì con mới tồn tại. Và nhờ cái phước duyên như vậy mà cuộc đời con sau này mới thăng hoa và giàu sang phú quý. Còn nếu như con giàu sang mà con chỉ biết con, mà con không bao giờ nhìn vào cái khổ của ai để con giúp đỡ, vậy thì cuộc đời của con không tồn tại đâu con à. Có nghĩa là bản thân mình làm, dạy con mình làm, bản thân mình bố thí cúng dường, dạy con bố thí cúng dường, bản thân mình tu nhân tích đức, dạy con mình tu nhân tích đức, bản thân mình ăn chay niệm Phật, dạy con mình ăn chay niệm Phật, tất cả những cái điều tốt đẹp thì mình dạy con mình tốt đẹp, thì đó gọi là ông bà cha mẹ có đức, thì con cháu mặc sức mà ăn. Nhớ rồi. Những cái điều chia sẻ này rất là đơn giản quý vị, để chúng ta dễ tiếp nhận và có lợi ích cho cuộc đời của mình xác thực nhất luôn. Nên quý vị coi, có những người trong cái cuộc đời này họ rất là đáng thương là do họ giàu sang mà họ không biết bố thí cúng dường. Giống như câu chuyện như Đức kể, mà cái ông này khi mà ông giàu sang, ông keo kiệt không biết bố thí cúng dường, mà khi ông chết xuống, ông đọa xuống dưới xuống dưới âm phủ mà ông gặp vua Diêm Vương, ông vô gặp vua Diêm Vương, ông nói: con đi vô con thấy cái cổng của ngài cũ, cái chỗ ở ngài sau cũ, thôi ngài cho con về lại dương gian để con giàu lắm, con cầm tiền xuống đây con tặng cho ngài để ngài xây lại cái chỗ ở của ngài cho nó mới. Vua Diêm Vương cầm cái gì mà giống của bao công đập xuống cái bàn cái bóp, nói: ủa mày xuống đây mày cũng muốn ăn hối lộ nữa, mày muốn hối lộ cho tao nữa hả mày? Muộn rồi. Rồi bắt đầu là sự ảnh này kia, ảnh chói này nọ. Cái vua Diêm Vương mới kêu quỷ sứ dẫn đến Nghiệt Cảnh Đài, là một tấm gương lớn, cho ảnh coi từ khi còn nhỏ cho đến lớn, giờ đến khi ảnh giàu sang làm sao, làm ăn bắt dính làm sao, có tiền của làm sao, keo kiệt làm sao, rồi đối với người làm công tính toán làm sao, rồi mình giàu mà hà khắc người nghèo làm sao, so đo với người ta làm sao, tính toán với người ta làm sao, nó rõ ràng hết trơn trong tấm gương. Ảnh nhìn ảnh thấy rõ ràng hết trơn. Rồi khi ảnh chết đi, tiền của ảnh để là bao la, mà tiền của nó bây giờ á, vợ ảnh chưa gì hết, có đàn ông khác, cái thằng đàn ông đó vô nó nhìn của ảnh nó định lấy, còn con gái ảnh bây giờ hư hỏng đi làm chuyện bậy bạ,
con trai đi hút chích xì ke, ảnh nhìn một cái, ảnh ôm cái đầu ảnh khóc, gục đầu mà khóc, hối hận vô cùng. Ước gì phải chi mình còn sống biết tu nhân tích đức, cả đời keo kiệt giàu sang, không làm được việc phước đức gì, toàn là tạo nghiệp. Là một ông chủ mà đối xử với người làm công tệ bạc, hà khắc người ta, tính toán từng chút, bắt người ta làm nhiều mà trả tiền ít. Rồi nhiều nhân viên trẻ vào thì dụ dỗ con người ta làm đủ chuyện tội lỗi trong cuộc đời, một đời ngắn ngủi vô cùng, chết đi đọa xuống âm phủ, chịu cảnh khổ đau vô cùng. Tiền bạc thì vợ nó đem cho thằng chồng mới sạch nhách, gia đình tan nát không còn gì nữa hết. Vì coi, nên trong cái cuộc đời này con người giàu có mà không nghe Phật pháp, mà keo kiệt không biết giúp đỡ người, không biết làm những việc phước thiện, thì đây là thật sự người nghèo nàn nhất. Vậy thì mỗi một con người chúng ta ngồi trong đây, dù quý vị chạy xích lô, chạy xe ôm đang ngồi đây, nghèo vô cùng nghèo luôn, mà quý vị nghe pháp mỗi ngày, niệm Phật mỗi ngày, không phải người nghèo. Vì sao? Vì quý vị còn biết đi đến chùa niệm Phật, còn biết bố thí cúng dường, có năm lon gạo còn biết chia cho người ta hàng lon. Cái điều này nó quý vô cùng. Nó giống như cái câu chuyện mà kể, cái cô này là người nghèo nàn vô cùng luôn. Cái thời, cái lúc đó cô nghèo lắm, giống như đi xin ăn vậy đó. Mà cô này thì được nghe đạo một chút xíu, cái trong tâm nghĩ rằng con người mình thiếu phước quá nên đời này mình quá nghèo, tuy sắc đẹp nhưng mà nghèo vô cùng nghèo, đi xin ăn, còn nhỏ đi xin ăn. Thì vị biết rằng chỉ có một đồng bạc thôi, vị mà biết đem đến để cúng dường cho một vị xuất gia, nghèo vô cùng chỉ có một đồng mà đi cúng dường cho người xuất gia, một cái vị cúng dường gặp ngay cái vị cao tăng đắc đạo đó chứ. Vị này cảm đến cái tâm mà chân thật cúng dường đó, một chút đó thôi đó. Vậy mà đích thân ra nhận và gõ chuông đồ này kia để chứng minh. Nhờ cái phước báo lớn vô cùng như vậy mà chuyển cái nghiệp nghèo hèn mà sau này giàu sang. Giàu sang rồi thì quý vị biết rằng là đem vàng đến cúng dường mà không có cái tâm cung kính như ngày xưa cúng một đồng, thì vị xuất gia này sai một chú tiểu nhỏ ra nhận cúng dường, và người chủ trì đã không ra để mà chứng minh. Cô trong lòng tức tối bực bội vô cùng, vì sao ngày xưa cúng một đồng thôi mà đại lão hòa thượng ra chứng minh, còn bây giờ cúng vàng nhiều như vậy, địa vị như vậy mà không ra chứng minh. Nhất định phải gặp vị hòa thượng cho bằng được. Thì gặp vị xuất gia ngày xưa đó, vị đó nói rằng tuy ngày xưa cô cúng chỉ có một đồng mà bằng một cái tâm cung kính cúng dường, còn bây giờ tuy cô cúng vàng bạc châu báu nhưng mà cô có một cái tâm kiêu ngạo cúng dường, đi đến chùa cúng dường mà muốn quý thầy phải như thế nào khen mình, rồi tán thán mình, rồi phải là lo lắng cho mình, rồi phải sắp chỗ nghỉ đàng hoàng, phòng ốc bự cho mình, rồi đãi ăn cho mình, ngồi tiếp mình, rồi ăn cơm chung với mình, mình như là một người cao, nên gặp bậc cao tăng đắc đạo không tiếp, dù là cũng vàng nhiều cũng không tiếp những con người có tâm như vậy, để cho họ tự giác ngộ. Qua câu chuyện này, mỗi một con người nghe đạo nên tự nhận thức chính mình, nên đi về chùa mình, quý vị coi phải rõ ràng không? Dù trong đây có những người giàu sang có địa vị, nhưng mà bước vào trong đây đi xuống ăn cơm, nhanh tay thì còn mà chậm tay thì hết. Buổi tối uống bột thì tranh thủ vô bưng một chén liền, đúng không? Phải chen vô chứ không được ngại, không được ngại ngùng, ngại là đói. Chứ không có nói rằng trời ơi bao nhiêu con người chen chút vô, bưng chén bột mình thấy ngại vô cùng luôn nữa. Thôi mình đem gì theo mình ăn, vậy là mình không hòa nhập rồi. Rồi bao nhiêu con người nằm ngủ ở dưới đây gì, thôi mình đi kiếm, đi ra ngoài kia kiếm cái khách sạn hay cái chỗ ngủ gì ngon lành rồi tới giờ vô đây tu, thua rồi. Vậy thì quý vị không có cảm giác được nhân sinh, không có biết hưởng được cái hương vị, chúng ta bảo rồi, thua rồi, hiểu không? Người ta ngủ được mình ngủ được, người ta ăn được mình ăn được. Con người như vậy mới là con người tu đặc biệt đó quý vị. Qua những câu chuyện này như là một cái hồi chuông đó cảnh tỉnh nhiều con người Phật tử tu đạo bây giờ, nhiều lắm. Đi về chùa cũng bố thí cúng dường dữ lắm. Quý thầy cũng nói đây là vô lượng công đức, vô lượng công đức, để mà gọi là để nung đúc tinh thần cúng dường thôi, chứ không có vô lượng công đức gì đâu.
cúng dường mà không hiểu làm gì vô lượng công đức, thấy không? Thí dụ như bây giờ đồng tiền chúng ta đi tạo nghiệp tạo ác, đồng tiền làm nhiều điều tội lỗi, đến cúng dường cho Phật nó là vô lượng công đức. Phật không chứng minh cho cái việc cúng dường mà tạo nghiệp đó đâu quý vị. Phật không chứng minh cho đồng tiền cúng dường đi ăn trộm. Phật không chứng minh cho cái đồng tiền cúng dường mà đi làm gái mại dâm. Phật không chứng minh cho những đồng tiền mà mình dối gạt người khác để đem cúng. Phật chứng minh cho một cách, một đồng mà đồng tiền chân chính, đồng tiền từ chính bàn tay mình làm ra đàng hoàng, Phật chứng minh. Nhớ nha. Nó nên bây giờ chùa mình quý vị coi á, chương trình xây dựng này kia, tất cả buổi chia sẻ những đức thường nhắc lên cái việc lợi ích đó, những đức nói vậy thôi. Bây giờ quý vị nghe như vậy rồi, tự trong tâm mình biết tu phước tu duyên của cái tâm mình. Tại vì sao? Vì tất cả những việc xây dựng này đều là để cho chúng sanh hết đó. Dù có xây bao nhiêu đi chăng nữa thì những đức với hòa thượng cũng ở cái phòng cũ à, cũng ở cái giường bị ngang thước, bị dài hai thước à, chứ những đức đâu có xuống cái nhà mới này ở đâu, thấy không? Từ nơi đó cái việc làm trong tam bảo là gì? Tùy duyên, và toàn bộ việc này đều là vì chúng sanh mà làm. Dù bao nhiêu dãy nhà đi chăng nữa, quý vị đi coi phải rõ ràng hòa thượng vẫn ở nhà cũ không, những đức vẫn ở phòng cũ không, vẫn là như vậy thôi. Nhưng mà mình khuyên người ta việc thiện, việc tốt nên làm. Còn có những người ta không đủ duyên, quý vị, người ta có thể bỏ một số tiền cực kỳ lớn, người ta xây cái một ngôi chùa, mà ngôi chùa này chỉ có vài ba người tu. Một ngôi chùa mỗi ngày phải đi mướn người lao dọn, thì nghĩ đi. Tại vì không có phương pháp tu, ai mà đi về chùa tu? Không ai hướng dẫn tu, không ai thuyết pháp cho nghe. Nên đệ tử của Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không nói con muốn xây chùa. Hòa Thượng Tịnh Không nói xây chùa là tốt. Mà ta hỏi con, bây giờ con muốn xây chùa Đức Thích Ca Mâu Ni hay là con xây một ngôi chùa bình thường? Chùa thì bây giờ quá nhiều chùa rồi. Bây giờ con muốn xây lên một ngôi chùa mà ngôi chùa này là của Đức Thích Ca Mâu Ni thì con xây đi. Còn nếu như con xây một ngôi chùa mà tiếp tục là thu gom ngăn phản, một ngôi chùa mà gọi là du lịch, thì thôi con đừng có xây nữa. Tại vì chùa đó nhiều quá rồi. Còn nếu như con xây mà ngôi chùa này trở thành ngôi chùa Đức Thích Ca Mâu Ni, giảng kinh thuyết pháp, dạy người tu đạo chân chính, thì con xây. Thì người đệ tử nói, chắc con không làm được cái việc ngôi chùa Đức Thích Ca Mâu Ni. Và tự nhiên không, người nói thôi được rồi, khỏi xây. Nên quý vị biết rằng bây giờ quý vị coi chùa chiền bao la rất nhiều, nhưng cái việc chúng ta đến lễ lại không nghe ai nói gì, rồi chúng ta vô đó chúng ta cầu xin lễ Phật ba lại, thắp cho Phật nén nhang, cúng cho Phật nải chuối hay miếng bánh gì đó, hay vài ngàn gì đó, mà cúng có khi còn kiếm tiền lẻ cúng nữa chứ. Còn nói rằng Phật chắc không biết xài tiền chẵn đâu, tiền chẵn để con xài, Phật xài tiền lẻ. Xài tiền lẻ, Phật xài tiền lẻ mà còn như thế nào? Mà trong lòng lại đi đòi hỏi với Phật, thấy không? Đòi hỏi với Phật, vừa cúng được một chút, vừa lại Phật ba lại, thắp một nén nhang, là bắt đầu làm gì? Là xin Phật cho. Nên đa dạng hàng Phật tử bây giờ là đi theo phong trào. Phong trào gì? Mê tín. Chúng ta bây giờ nghe giáo pháp Đức Thế Tôn dạy rõ ràng, gieo nhân gặt quả. Phật nói rằng bạn có tâm bố thí thì giàu sang. Đời này bạn nghèo nàn là do bạn có tâm keo kiệt mà đời này nghèo nàn. Đời trước bạn giàu cực kỳ giàu, nhưng bạn tính toán so đo từng ly từng tí với người ta. Bạn không thương yêu ai, bạn không giúp đỡ ai, người ta nghèo khổ mặc kệ, người ta bệnh đau bạn không giúp thuốc men. Bạn có cái hay không chia sẻ, bạn là một con người keo kiệt mọi mặt. Nên đời này của bạn còn thắng người, nhưng nghèo cùng là do cái tâm bỏng sản mà ra. Phật nói bây giờ bạn chuyển lại cái tâm bố thí, cái tâm rộng lớn, cái tâm vì người, thì bạn giàu sang. Đời này bạn giàu sang mà ngu si, có không? Có người giàu sang ngu si không? Người giàu sang mà ngu si, có cái trong mạng có tiền nhiều nhưng mà lại chịu cái quả báo ngu si. Người này ngu si nên bắt hiếu với cha mẹ, người này ngu si nên bất hòa với anh em, người này ngu si nên làm ông chủ ác, người này ngu si nên keo kiệt bo bo tiền, không biết tu phước bố thí cúng dường. Giàu sang mà như vậy vẫn gọi là ngu si. Chứ không phải ngu si đây chỉ có cái hành động khờ khờ, không biết nói là ngu si. Mà ngu si là tạo ác, ngu si là tính toán, ngu si mà không biết bố thí cúng dường, đây gọi là ngu si.
Người này vẫn là có tiền nhưng lại là hành động như vậy, vẫn gọi là ngu si. Là do vì sao? Vì không biết đem cái hay cho người, nên người này ngu si. Đi đến chùa, người ta chia sẻ Phật pháp không ngồi nghe, đi cầm điện thoại vòng vòng chùa quay vòng vòng, hoặc là đi vòng vòng chút rồi đi kênh kênh coi nhìn này nhìn kia để quay phim chụp hình, thì nhân quả là ngu si. Vì nghe người ta nói cái hay mà không nghe, để không dẫn dắt nhiều người vô nghe, mà làm tấm gương là dẫn dắt người ta đi vòng vòng, cuối cùng không biết đem chỉ người ta một cái pháp tu, cuối cùng mình vẫn mang cái quả báo ngu si. Thấy không? Nên từ nó đó Phật dạy bố thí thì giàu sang, thí pháp thì thông minh trí tuệ, còn phóng sanh thì tuổi thọ kéo dài, đừng đoản mạng chúng sanh. Và thấy người ta bất an, an tâm dùm cho người ta. Khi người ta bất an gia đình bệnh hoạn, gia đình có người chết, gia đình có chuyện gì, hoặc là người ta lo âu chuyện gì, mình an tâm dùm người ta. Còn mình không biết tu rồi gặp người ta bất an mà còn dọ nữa chứ, còn hù nữa, vậy thì mình mang cái quả báo là phải bệnh hoạn và chết sớm. Cái nhân cái quả rõ ràng. Nên Phật nói rằng biết, muốn biết nhân đời trước xem quả báo đời này, muốn biết quả báo đời sau xem nhân đời này. Nhân quả ba đời không sai chạy vào đâu. Trồng ớt ăn ớt, trồng cà ăn cà, trồng dưa ăn dưa, trồng gai gốc thì hưởng gai gốc, trồng cái gì ra cái nấy thôi. Nên từ nơi đó càng nghe pháp không. Có những người chúng ta trong đây, chúng ta nghèo, chúng ta có khi chúng ta còn trách ông chờ, trách số phận, trách tùm lum nữa chứ. Có những người ta giàu vô cùng, vậy mà người ta làm chơi chơi cũng có tiền, tự nhiên giàu vô cùng mà còn trúng số. Giàu quá trời giàu mà còn trúng số, quý vị nghĩ đi. Rồi bắt đầu người nghèo kế bên nói, đúng là ông chờ nịnh người giàu, giàu quá trời luôn mà nó còn trúng số. Luôn nghèo muốn chết, luôn mua vé số hoài mà không trúng. Nghèo quá trời nghèo rồi, lấy tiền mua vé số đó đi cúng dường Tam Bảo đi, đi phóng sanh đi, một chút đó mà phát tâm làm đi, nó cũng chuyển được cái số mệnh nghèo nữa. Còn lấy cái số tiền đó, đã trong mà không có tiền mà muốn á, trúng cái tấm vé số 10 tỷ, 5 tỷ, 3 tỷ, làm gì có. Trong mạng nó không có, lấy đâu ra mấy tỷ. Nghĩ đi. Ôi ôi, đây là cái rõ ràng. Mà nhiều người nghèo là không chịu tu phước đâu nghe. Mà nhiều người nghèo là cứ mong mỏi làm nhẹ nhẹ để có dư. Là nhẹ nhẹ mà có dư là làm cách nào? Mua sĩ số độc đắc. Trời ơi, nhiều người nghèo ngày nào cũng mua một tấm để cầu may. Cầu ai mà cầu đến chết mà không thấy nghe may mắn gì. Mua giết rồi không trúng tức. Tức mà thấy nhà giàu nó trúng lần 10 tấm, chữ sùm. Thứ gì đâu mà giàu vậy mà nó còn trúng gì vậy, không biết để chờ ơi chờ. Phải chi mà cho tôi 1 tấm cũng được nữa. Nó giàu quá chờ giàu, ông chờ ông cho nó trúng chi vậy. Bộ ông còn nịnh người giàu nữa không chờ. Tầm bậy. Do trong mạng nó quá nhiều tiền rồi, nên nó mua giấy số nó cũng trúng nữa. Còn trong mạng mình không có một cắt bạc này, sao mua giấy số trúng. Vậy thì muốn đổi số mệnh lại là phải làm sao? Tu nhân tích đức. Cái cách tu nhân tích đức là đặc biệt nhất. Khi trong mạng mà tiền nhiều rồi là tự hưng thịnh liền, không nói chứ. Cái này là xác thực 100%. Mà ba người những đức thấy rõ ràng. Một vị đại lão ở Tịnh Không, ngài nói rằng đời của ngài sanh trong một gia đình nghèo, cha ngài làm nghề sát sanh. Khi mà cha ngài gần chết, ngài nhìn cái quả báo kinh khủng. Khi sau này ngài tụng kinh Địa Tạng, ngài thấy rõ ràng cái nghiệp sát sanh của cha ngài đáng sợ thiệt. Cha của ngài ngày xưa nè, làm thuốc nổ cho nổ cá chết nè, làm thuốc nổ để mà đặt dưới sông giết con vật nè, rồi cầm súng bắn chim nè, mà súng thiệt. Tại ba ngày ngày xưa thờ ngài là quân nhân, nên trong nhà có súng thiệt, dùng súng thiệt để đi bắn con vật. Ghê không? Sau này cái quả báo của ông là ông chết á, gần chết vì biết ông sao. Hòa Thượng Không ngài nói rằng cha của ngài gặp núi thì nhủi đầu vô núi, mà gặp nước thì nhủi đầu xuống nước. Cái nghiệp quả sát sanh kinh khủng như vậy. Khi ngài tụng kinh Địa Tạng rồi, ngài thấy đáng sợ quá. Từ đó về sau học Phật pháp, phát tâm ăn chay trường. Ngài nói cuộc đời của ngài nếu không lo tu đạo thì ngài năm 45 tuổi chết. Tại vì sách số coi rõ ràng năm 45 tuổi chết. Nên ngài tu hành ăn chay, bố thí cúng dường, từ tài thí pháp thí vô ý thí, nhiệt tình làm, số mệnh thay đổi rõ ràng. Năm 45 tuổi, ba người 45 tuổi, bạn bè sách số đều coi là ba người này năm 45 tuổi chết. Nhưng riêng đại lão Hòa Thượng Tịnh Không giảng pháp khuyên người niệm Phật và ăn chay, còn hai người kia thì không phải tu tịnh độ, cũng là tu nhưng không tu tịnh độ. Năm 45 tuổi hai người kia chết, đại lão Hòa Thượng Tịnh Không bị bệnh năm 45 tuổi, thì ngài nói tới rồi, đến lúc ta phải đi rồi,
thì lúc đó ngài quyết tâm buông xuống vạn duyên ngưng thiết pháp, chuyên tâm niệm Phật cầu sanh cực lạc. Nhưng mà cái tâm quyết của ngài niệm Phật như vậy thì quý vị biết rằng chuyển số mệnh, tiếp tục ngày sống nữa. Ngài nói rằng năm 45 tuổi bị một trận bệnh nặng vô cùng và quyết chí niệm Phật cầu sanh cực lạc. Nếu năm đó giảng sanh là hạ phẩm hạ sanh, nhưng thọ mạng chưa hết, tiếp tục sống nữa, nhờ công đức niệm Phật mà chuyển số mệnh, nhờ công đức ăn chay, nhờ công đức khuyên người ta niệm Phật mà chuyển cái thọ, cái số mệnh tuổi thọ ngắn mà bây giờ tiếp tục sống. Bây giờ Hòa Thượng Tịnh Không còn sống mà năm nay hình như 99 tuổi à. 99 tuổi. Ngài nói rằng cái năm 45 tuổi mà đi là giảng sanh phẩm vị thấp lắm, còn bây giờ mà đi là giảng sanh phẩm vị cao. Vì mấy chục năm tu phước tu duyên cực kỳ dày. Quý vị nghĩ một gia đình nghèo nàn khó khăn, cuộc đời tuổi trẻ rất khổ gian nan, học thức thì đến trung học, và tự mình không đến trung học. Như vậy mà sau này người ta trao bằng tiến sĩ cho ngài, ghê không? Mà học vị của ngài chỉ là trung học. Đi khắp nơi trên thế giới giảng thuyết, được nhiều trường đại học tặng cho huy chương này huy chương nọ. Một bậc học giả đặc biệt, chuyên hoàn truyền về tịnh độ. Thì quý vị biết rằng là cuộc đời của người tu có thể chuyển số mệnh rõ ràng. Có một lần, có một vị kia quyên góp tiền muốn xây một cái bệnh viện, mà bệnh viện này chân thật là xây để vì chúng sanh mà xây. Thì đến ngay Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không để quyên góp. Ngài nói được rồi, ngài tặng tiền xây cái bệnh viện đó. Sau này ở bên nước đó để bệnh viện là Bệnh viện Tịnh Không Pháp Sư. Thì quý vị biết rằng là khi mà người ta đến xin tiền như vậy thì ngài nói rằng được rồi, ngài tặng. Người thị giả đi bên cạnh nói: Hòa Thượng ơi, mình đâu có tiền đâu Hòa Thượng, ở đâu mà tiền mà tặng tiền cho người ta xây bệnh viện. Ngài nói rằng bao nhiêu năm nay thuyết pháp khi người niệm Phật, thử coi trong mạng phước báo như thế nào. Người kia hỏi: vậy mấy ngày Hòa Thượng đưa tiền cho con? Ngài nói rằng 3 ngày. Trời, còn nói luôn 3 ngày nữa chứ. Thì quý vị biết rằng tùy duyên như vậy. Rồi bắt đầu quý vị biết rằng chưa được 3 ngày, chỉ qua 1 ngày thôi, thì có người cầm tiền lên đưa cho Hòa Thượng. Hòa Thượng nói: tiền này là để xây bệnh viện, ông cứ chuyển thẳng lại ngay cho cái người đó, đừng đưa cho tôi, cứ chuyển cho người đó là được rồi, cho người để xây bệnh viện. Thì hỏi: ủa lý do tại sao mà ông cầm tiền lại cúng cho tôi, mà trong khi tôi cũng đang cần số tiền này để xây bệnh viện như vậy? Thì cái người kia nói: hồi tối Phật A Di Đà đến báo mộng, kêu đem tiền lại đưa cho vị pháp sư đó, vì cần làm sự việc đó. Rõ ràng chúng ta nương vào ông chủ A Di Đà Phật làm việc gì thì ông chủ cũng ra tay. Đặc biệt thiệt. Thì thấy chưa, cuộc đời của người mà tự nhiên chuyển số mệnh, phước báo lớn vô cùng. Người thứ hai, những đức bên cạnh thấy rõ ràng: thầy thích giác nhàn, đi tu 20 mấy năm, tu nhiều phương pháp. Chính thầy giảng nói đứng giữa ngã ba ngã tư, đi đâu cũng cầm theo cái bình thuốc. Đây thầy giảng, thầy nói những đức nghe rõ ràng, mà quý vị đã từng nghe, vì cũng nghe mà, đúng không? Nhưng mà từ khi gặp Hòa Thượng Tịnh Không và tụng kinh Vô Lượng Thọ, niệm A Di Đà Phật, hướng dẫn người niệm Phật, thì cuộc đời thầy thay đổi luôn. Vài năm sau tự nhiên tiếng tâm bùng phát lên. Mà thường lúc đó là đi qua đảnh lễ Hòa Thượng Tịnh Không này kia đồ, đem phương pháp về áp dụng, hướng dẫn Phật tử Việt Nam tu, nổi tiếng vô cùng. Chương trình lễ Bồ Tát Quán Thế Âm là đông, cực kỳ đông luôn. Quý vị biết rằng là số mệnh thay đổi từ đó về sau, khỏe vô cùng, là giảng pháp ao 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 ao, Phật tử nghe đông, cực kỳ đông luôn, quá đông luôn quý vị. Mà trong khi tu 20 mấy năm không phải niệm Phật thì đi đâu cũng cầm bình thuốc theo, mà nói là đứng giữa ngã tư không biết đi phương hướng nào. Còn đi học trường Phật học toàn là ra trường sớm, chính thầy giảng mà, ra trường sớm. Vì sao ra trường sớm? Chán quá, học không biết đi về đâu nữa. Cuối cùng bây giờ muốn đi tìm một phương pháp, tâm thầy muốn giải thoát, nên thầy học, thầy thấy rằng không có phương hướng, nên cuối cùng ra trường sớm. Học mấy trường vẫn lại ra trường sớm. Cuối cùng thì gặp được bộ kinh Vô Lượng Thọ, nghe lời giảng Hòa Thượng Tịnh Không, chân thật khuyên người ta niệm Phật, nuôi người già, khuyên người già niệm Phật, và khuyên hàng Phật tử niệm Phật, tặng kinh Vô Lượng Thọ, khuyên người tụng kinh Vô Lượng Thọ. Số mệnh thay đổi, phước báo lớn vô cùng, tiền bạc vật chất đầy đủ vô cùng. Thời điểm những đức ở trên đó, đạo tràng nuôi 1.500 người mà gạo vẫn dư. Mình nghĩ đi, xác thực nè, đây là ở trong chùa đó làm luôn nè. 1.500 người mà gạo dư chở đi tùm lum. Quý vị nghĩ đi, phải là chuyển đổi số mệnh rõ ràng không?
chuyển đổi số mệnh rõ ràng. Đó là hai người xác thực những đức nghe và thấy trực tiếp. Rồi người thứ ba là bản thân của chính mình. Bản thân những đức thấy rõ ràng bản thân của những đức là ngoài đời cũng siêng năng mà không bao giờ dư tiền. Không bao giờ dư tiền. Tay làm hàm nhai, tay ngưng thì hàm nhịn. Làm quanh năm suốt tháng không có dư giả. 11 năm trên thành phố không dư gì hết. Nghĩ rằng cuộc đời chúng ta tiêu rồi, cuộc đời chúng ta là xong rồi, chúng ta không có cơ hội, không có ngày mai quý vị. Như vậy mà nhân duyên đưa đẩy, gặp ngay Phật Pháp, gặp ngay tịnh độ, gặp ngay tịnh độ. Vô ngay ngôi chùa Tịnh Thất Quan Âm, thấy nuôi người già được, mình mắc cha mẹ nuôi người già được đó. Cơ hội gặp tịnh độ, à mình niệm Phật được, ít học mà câu Phật hiệu này được, nuôi người già khuyên họ niệm Phật, tỉ mỉ gần gũi lo lắng cho người già, từ từ thành một mô hình nuôi người già. 5 năm ở trên đó Phật chuyển xây đi xuống dưới đây, bây giờ hơn 8 năm chờ, hiện tại nuôi hơn 800 người trong chùa. Quý vị thấy, nói đây không phải nói gì mình cái gì, mà muốn đẩy cái phương pháp tịnh độ này lên để cho quý vị thấy, nhờ niệm Phật, nhờ tu tịnh độ, nhờ khuyên người ta niệm Phật, ăn chay khuyên người ta ăn chay, niệm Phật khuyên người ta niệm Phật, bố thí cúng dường khuyên người ta bố thí cúng dường, mở tâm rộng lớn khuyên người ta mở tâm rộng lớn, vì tu thấy rõ ràng, mở rộng tâm ra lòng thanh thản, an vui tự tại đời thông dong. Cái tâm hẹp hòi là cái tâm khổ đó, cái tâm hẹp hòi là cái tâm nghèo nàn. Quý vị nói một câu, nghèo quá mà mở tâm sao được, thì cũng vì như vậy mà nó nghèo sơ nghèo sát, nó nghèo nhà toàn là rác. Hay chi mà nó nghèo mà nó còn có cái tâm thiện thì đặc biệt. Có một cái người này đi làm từ thiện, quý vị biết rằng người ta giàu vô cùng, người ta đi làm từ thiện, đi đến một cái nơi đó làm từ thiện. Một số người nghèo vô cùng nghèo được nhận đồ từ thiện, vậy mà bực tức lên, tức tối lên vô cùng, chửi một số người kia, nói ông ơi ông làm từ thiện mà ông cho cái người đó làm chi à, nhà nó giàu lắm đó, nhà nó giàu lắm mà ở đây nó nhận đồ từ thiện của ông đó, đừng có cho nó. Thì cái ông kia ông nói một câu, chú ơi chú, của này là của tôi cho chứ không phải của chú. Chú chỉ cần nhận cái phần đồ của chú là được rồi, còn tôi cho ai người ta cần nhận là tôi cho. Điều là một chúng sanh cần nhận thì tôi kết duyên, còn chú chỉ cần nhận cái phần của chú thôi. Có nghĩa là người này là người ngu si, của người ta cho mà mình còn tiếc giùm, của người ta mà mình không mở rộng tâm. Nên nghèo sơ nghèo sát là phải rồi. Nên câu này mới nói rằng người giàu sang lớn nhất là người có tâm bố thí, chứ không phải nói là người giàu gì. Nếu giàu mà có tâm bố thí thì càng đặc biệt. Quý vị biết rằng Đức Thế Tôn chúng ta có một cái kiếp của Ngài nha quý vị, Ngài bố thí sạch luôn. Ngài là hoàng tử, hoàng cung của Ngài mở kho cứu tế, vật chất của cải đến nỗi mà báo vật trong hoàng cung Ngài cũng tặng luôn. Ghê thiệt chứ. Cuối cùng nhà vua đài Ngài đi vô trong rừng sâu ở, vậy mà Ngài dẫn vợ con đi dọc đường, người ta sinh con của Ngài bố thí luôn. Cuối cùng vua chờ hiện xuống sinh vợ luôn, Ngài bố thí vợ luôn. Kinh khủng thiệt chứ. Thiệt ghê chưa. Thấy không? Quý vị phải nhớ nghe, cái tâm bố thí của Ngài như vậy đó, có đó quý vị. Tìm hiểu lịch sử đi. Có một đời Đức Thế Tôn là một con người bố thí sạch, nó bố thí hết luôn. Nó còn Xá Lợi Phất thì 60 tiểu kiếp Ngài tu thì có một kiếp cũng là cái tâm bố thí. Tu hành chứng quả rồi, nhưng bây giờ nói rằng bây giờ ta phải bố thí, ta cần phải bố thí. Bây giờ người ta cần cái gì ta bố thí cái nấy. Vừa phát tâm lên như vậy thì bắt đầu là trên chờ thị hiện, thử lòng liền đến thử. Có một người tự nhiên ngồi mà lề đường khóc vô cùng, thì Ngài đi ngang, Ngài hỏi vì sao khóc như vậy, cần cái gì. Thì người đó nói rằng mẹ bị bệnh, mà bây giờ cần một con mắt để chữa bệnh cho mẹ. Mà con mắt không phải con mắt bình thường, phải con mắt bình thường là tôi lấy con mắt của tôi à. Nhưng mà tôi không phải người xuất gia, mà mẹ của tôi là càng con mắt của người xuất gia.
Thấy không? Cuối cùng thì ngài nói: thổ vừa mới phát tâm bố thí là có người đến nhận liền. Được rồi, tôi tặng cho con mắt, tôi là người xuất gia nè, tặng cho ông con mắt về trị bệnh cho mẹ ông đi. Thì bắt đầu nói à, được, ngài quyết định phải không? Cảm ơn ngài dữ lắm. Ngài móc con mắt của ngài, ngay con mắt con bên trái. Ngài nói rằng hai con, móc một con, còn con để xài. Hai con và móc con vẫn còn con xài đúng không? Ngài móc cái búp, móc con mắt con trái ra. Nè con mắt nè, trời người này đúng cao thủ thì. Gặp những đức mà vừa gặp máu là xỉu, thì đứng với móc mắt. Vì cứ nghĩ đi, vì mà móc con mắt tay trái đưa. Ghê không? Xong cái người đó nói: quên rồi, trời ơi lỗi của tôi, lỗi của tôi. Mẹ của tôi á là bác sĩ nói là phải dùng con mắt bên tay phải để trị. Chứ con mắt người xuất gia mà con móc bên tay trái thì thuốc này không linh. Phải con mắt bên tay phải. Ngài nói không, lỗi cũng do mình. Không chịu hỏi kỹ là cần con mắt bên nào. Sớm xác móc đại con mắt bên tay trái. Trời ơi, hai con bây giờ tính móc con còn con xài, mà bây giờ lỡ bố thí rồi mà nó cũng không được tròn vẹn thì thôi được rồi, ta tính để con xài mà thôi, ngươi nói vậy rồi lỗi là do ta, được rồi còn con bên tay phải chơi luôn. Thấy chưa nó. Móc luôn con mắt bên tay phải đưa cho ổng, thì lúc đó bị mù. Thì quý vị biết rằng nha, làm được cái hạnh bố thí đó rồi, nhưng phải thử thêm một cách nữa. Là cái người đó cầm con mắt, ngửi một cái, nó con mắt người xuất gia gì hôi rinh, liền xuống lấy cái chân đạp lên con mắt. Tuy ngài mù rồi, nhưng lỗ tai ngài rất thính, ngài cảm giác được. Người kia chửi xong rồi, liền con mắt lấy chân đạp lên con mắt. Là một bậc tu hành, một bậc đắc đạo, quý vị biết rằng như vậy mà trong cái trường hợp như vậy thì trong lòng của ngài bị thối tâm một chút liền. Thối tâm quý vị, trong lòng nó rõ ràng tu hạnh đại thừa không đơn giản. Thôi được rồi, ta trở về lo tu hạnh tiểu thừa của ta. Thì lúc đó quý vị biết rằng là chư thiên ở trên mới thị hiện ra lại nói rằng: này hành giả đã thành tựu cái hạnh bố thí ba la mật rồi, đây là chúng tôi thử thách thôi, ngài hãy phát tâm đại thừa đi. Thì lúc đó ngài phát lại cái tâm đại thừa. Dễ không? Vị nói nó tu hành mà đến thành Phật đó, nếu là tu những cái pháp khác thì phải tu như vậy đó, trải qua ba đại A Tăng kỳ kiếp. Còn bây giờ quý vị, chúng ta là phàm phu lè tè, mấy bà già què. Mấy ông già chả xích lô, mấy bà ba có mấy bò, bà tám nhiều chuyện. Vậy mà bây giờ muốn niệm Phật về cực lạc, mà về cực lạc là địa vị gì? Địa vị nhất sanh bổ xứ, nhất Phật thừa. Quý vị nghĩ đi, chỉ có một môn tịnh độ này mới gọi là pháp mà được mười phương chư Phật tán thán, mới gọi là Bồ Tát cảm nguyện Bồ Tát, Phật cảm nguyện Phật. Nên có môn tịnh độ này chỉ có Phật cùng Phật mới hiểu tột cùng. Nên tán thán Phật A Di Đà là vị vua của hạnh nguyện các vị Phật. Ghê quý vị, thấy không? Từ nơi đó bây giờ quý vị gặp ngay tịnh độ này. Bây giờ ông ba chỉ thích lô, bà tám ấm bánh bò, bà chín nhiều chuyện, bà hai si cầu que. Như vậy mà gặp tịnh độ là chúng ta có cơ hội, có cơ hội đời này một đời này đi về cực lạc. Mà về cực lạc quý vị địa vị bằng ai biết không? Quý vị địa vị như Bồ Tát Di Lặc là Bồ Tát nhất sanh bổ xứ. Kinh thiệt cái pháp môn tịnh độ này. Bởi vì một con người nghe ở đây lơ là, tuy duyên kém nhưng mà cũng có duyên cực kỳ dày. Còn con người ở đây nghe mà tâm chân thật nghe là duyên dày. Trời ơi, nói chuyện mà đến nỗi mà lo mà nó làm bằng nhĩ muốn điếc luôn. Vì coi nên từ nơi đó mà pháp môn tịnh độ này rõ ràng chư Phật dùng tướng lưỡi rộng dài, còn mình thì cái tướng không cao mà lưỡi cũng không dài, mà chúng ta la đại nó luôn đi. Hiểu không? Nên từ nơi đó mà pháp môn tịnh độ này đặc biệt lắm quý vị ơi. Nên con người bây giờ đang sống trong cuộc đời này, hạnh phúc lớn nhất của chúng ta là gì? Hạnh phúc lớn nhất là gặp tịnh độ và có tâm bố thí cúng dường. Từ tài thí pháp thí vô ý thí, chân thật làm, nhiệt tình làm xong quên. Bố thí cúng dường, làm việc thiện xong quên.
đừng có để trong tâm. Đừng có làm rồi mà đi canh người ta có làm hay không, đúng không? Vì đi cúng dường chùa chiền có cơ hội làm, chúng ta làm được rồi quên, ai muốn ghi ghi, không ghi thì thôi, không kêu ghi luôn, hiểu không? Mình bố thí cúng dường ở đâu mà người ta nói ghi tờ công đức đưa cho mình cầm về, mà nói dạ được rồi, Phật chứng minh tôi đi về. Yeah. Giao trách nhiệm này cho ông, đồng tiền cúng rồi, trách nhiệm của ông, làm đúng ông nhờ, làm sai ông chịu. Quý vị nói bây giờ chúng ta làm từ thiện, bố thí cúng dường chay tăng, quý vị đang cầu cái bên ngoài đó cho quý vị có phước à? Sai rồi, sai rồi. Dù là một con người ngồi ở đây hay con người ngồi khắp nơi nơi đang nghe công đoạn này, quý vị là một con người nghèo nàn, bèo nheo, bệnh hoạn, tật nguyền, nhà không có một cách, nhưng quý vị phải tin Đức Thích Thế Tôn Ngài nói một câu. Khi Ngài thành Phật, Ngài nói một câu: ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành, và tất cả chúng sanh đều đầy đủ đức tướng và trí tuệ phước báo giống Như Lai. Đầy đủ hết cái bên trong. Nhưng vì sao nghèo? Vì sao làm súc sanh? Vì sao làm ngạ quỷ? Vì sao ở trong địa ngục? Do tâm đó sanh ra. Cái tâm mỗi ngày sân hận câu có, bực bội rồi, gặp cái gì cũng tức 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 tức. Có không? Có những người tức như không? Quý vị thấy có những người tức kinh khủng luôn. Khi mà nóng rồi đụng tới họ là sân si, đụng họ là sân si. Quý vị thấy có những bà ngoài chợ bán đồ không? Có những ông chạy xích lô, có những ông chạy xe ôm, có những ông không biết tu không? Tức tối những bà mà gọi là sân si không? Chữ chồng sùm, la lối sùm. Ai buôn bán lợn hỏi mà không mua chữ một chạch, ghê gớm không? Cái miệng quát 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 quát. Thế ghê chưa? Cái tâm sân hận đó là nhân. Mà cái quả báo là gì? Quả báo tương lai ở trong địa ngục. Sân hận là nhân, quả báo ở trong địa ngục. Vì cái nhân sân hận này cực kỳ mạnh, nên cái quả báo chiêu cảm là mình ở trong địa ngục. Nhưng cái tự tánh phước báo nhân duyên trí tuệ giống Phật thì đầy đủ bên trong, ẩn bên trong. Còn cái hiện ở bên ngoài là nó phát triển cái nhân cực kỳ mạnh, mà mình không phải là cái nhân tu, không phải nhân bố thí cúng dường, không phải cái nhân bố thí pháp, không phải là cái nhân phóng sanh ăn chay, mà là cái nhân sân hận cực kỳ mạnh phát triển ra bên ngoài. Sức hồi hộp luôn mà vẫn. Hiểu không? Nó đầy đủ, nhưng mà bây giờ cái nhan sân hận nó mạnh quá, nó khoát ra. Thì chúng ta một hơi thở cuối cùng mà chúng ta ra đi thì cái nhan này nó mạnh cực kỳ, thì chiêu cảm cái quả báo là ở trong địa ngục. Bây giờ chúng ta tham lam cực kỳ, tham tham là đi đâu cũng gom, đi đâu cũng gom, đi đâu cũng góp đem về. Trời ơi, đi đâu cũng lụm đem về thôi. Chỉ biết gia đình mình, biết con mình thôi. Keo đến mức mà keo, keo như kẹo kéo luôn. Keo như vậy, tham quá nặng rồi. Tham đủ loại luôn. Tham tiền, tham tình, tham sắc, tham tùm lum, tham nhiều dữ lắm, quá tham. Cái nhân này mạnh cực kỳ, khi thọ mạng đến chết thì cái tâm tham này mạnh quá, chiêu cảm đẩy thẳng vào lò ngạo quỷ luôn. Mà quá tham rồi bị nghĩ đi, không ăn uống cái gì được hết trơn, ngạo quỷ đói khát. Mà toàn là ăn những cái thứ dơ giấy mà 500 năm liếm được một miếng đàm. Trời ơi, quý vị nói trời trời ghê vậy. 500 năm không ăn được cái gì mà còn sống. Đúng rồi, quả báo mà, nó để bị chết mà. Để bị chết thì đâu có chịu quả báo. Đói như vậy mà 500 năm, cổ như cái kim, bụng bự như cái trống. 500 năm không ăn được cái gì cả. Liếm được miếng đàm người ta khạc ra, mà vừa khạc miếng đàm, khạc ra vừa hít một miếng mũi, hỉ một miếng mũi liền xuống, quỷ chạy lại giành, giành nhau để liếm được miếng đàm đó. 500 năm được liếm một miếng. Trời ơi. Nên quý vị biết rằng ở trong nhà vệ sinh, vì sao mà trong nhà Phật nói đi bước vô nhà vệ sinh gọt cửa ba cái? Vì loài quỷ đang ăn máu mủ hôi tanh đồ dơ bẩn ở trong nhà vệ sinh đó. Nên gõ cửa 3 tiếng là báo tin là tôi vô đi vệ sinh để người ta tránh. Vì sao bằng đêm không cho ăn? Trong giới kinh bằng đêm không cho ăn. Vì bằng đêm mình ăn thì quỷ đói ngóng cổ lên nhìn thèm. Mà ngóng cổ lên cổ nhỏ như cây kim thì ngóng lên mình nhìn thì sao hả? Chứ sao gãy cổ. Cái tâm từ bi đó mà Phật giới giới không cho ăn đêm. Còn mình bây giờ nó đói quá, bằng đêm mà mình không cho nó ăn thì con người mình trước nhất nó đói,
nó đói nó không chịu tu, thôi thì cho nó ăn đại đi, đúng không? Cái lòng tham ghê chưa? Đó, dù bạn giàu sang cỡ nào mà bạn mang cái lòng tham đó bạn tiêu rồi, bạn đọa vào lò ngạ quỷ. Bây giờ đơn giản trong kinh Du Lan thì thấy rõ ràng không? Nó bà Thanh Đề khi mà bà đọa xuống dưới địa ngục bà làm quỷ đói, vì thấy chưa? Con của bà là Tôn giả Mục Kiền Liên tu hành chứng quả A La Hán rồi, quán sát xem mẹ đang ở đâu thì đang đọa trong lò ngạ quỷ đói khác. Thấy mẹ thương tâm như vậy, ngài Mục Kiền Liên mới dùng thần lực đi xuống dưới đó và đem cho mẹ một bát cơm gói, đem cho mẹ một bát cơm ngon lành thơm phức. Vậy đó mà đem xuống đó đưa cho bà bát cơm, trong tâm lúc đó bà dừng lại lòng tham, bà cầm bát cơm lên. Nhưng mà lúc mà bà cầm bát cơm chuẩn bị ăn thì lại khởi lòng tham. Là sao? Vì sợ chúng quỷ giành giật cơm của bà, nên bà lấy tay bà che lại, bà sợ quỷ giật cơm của bà. Nên lòng tham đó chiêu cảm, bà vừa lấy cơm mà chuẩn bị bỏ vô miệng ăn thì tức khắc khóa thành than lửa, lửa có nuốt được đâu, đúng không? Rõ ràng không? Lòng tham á, tham nên không ăn được. Nếu như lúc đó bà dừng lòng tham luôn là bà ăn được liền. Nhưng mà bà không dừng lòng tham, bà sợ người ta lấy, thì cuối cùng bà tham, tham thì không ăn được. Đó, quý vị coi rõ ràng không? Và hôm nay chúng ta học đến đây thôi quý vị. A Di Đà Phật. Chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Hôm nay quý Phật tử về chùa rất là đông, chúng ta dự lễ Phật đản để tu suốt 2 ngày nay. Hôm nay là đông nhất, nhiều phái đoàn, chúng ta nên cố gắng sắp xếp ở lại nguyên ngày nay. Vừa chúng ta vừa nghe Pháp, vừa được niệm Phật ở trong ngôi Tam Bảo, nguyên một cái đại chúng này mà chúng ta cùng tu, cởi mở tâm tư, tâm trạng thoải mái. Nhờ cái công đức này mà chúng ta có thể cầu an cho người thân và có thể cầu siêu cho người thân, rất là đặc biệt quý vị. Nhất là nương vào cái đại chúng này để mình tu phước tu duyên lớn dữ lắm. Công đức này rất là lớn. Nên chúng ta nguyện đem cái công đức tu này, chúng ta hồi hướng cầu an trên là Đại Lão Hòa Thượng Viện Chủ, và cầu an cho toàn thể đại chúng và gia quyến quý vị và toàn thể Phật tử khắp nơi nơi. Nguyện hồi hướng công đức này, quý vị thân tâm thường an lạc, tật bệnh tiêu trừ và nghiệp chướng nặng nề cỡ nào thì nhờ cái công đức này mà chuyển hóa được thân bằng quyến thuộc, bỏ hư hỏng, hướng đến đúng đắn xa tốt đẹp để tu hành, để mà niệm Phật, để cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Và chúng ta nguyện đem công đức này, nguyện hồi hướng cầu siêu cho cửu quyền thất tổ, ông bà cha mẹ anh chị em trong đời này hay nhiều đời nhiều kiếp, hay hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai, chiến sĩ chặn vong, đồng bào tử nạn, thập nhị loại cô hồn, ngạ quỷ hà sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, và tất cả những người chết trong trận dịch bệnh Covid khắp nơi trên toàn thế giới đều được thừa hưởng những cái công đức mà nguyên một cái đạo tràng chuyên tu, đông người, mấy ngàn người để cùng niệm Phật tu hành, để hồi hướng cho tất cả các vị. Nguyện cho tất cả các vị đều hưởng được cái bổn nguyện của Di Đà và hướng về thế giới cực lạc, buông xuống cái tâm hận thù đòi nợ, để chúng ta quyết chí đời này sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Ở đây cũng có những người mang nghiệp phá thai nhiều lần, bây giờ chúng ta nghe được Phật Pháp, về chùa tu hành, nghe Pháp niệm Phật, hướng về thế giới cực lạc. Có khi mang nghiệp phá thai nên thân thể bệnh hoạn, gia đình lu bu lộn xộn, hoặc là sát sanh hại vật nên gia đình rất nhiều việc vất vả lu bu, dù giàu sang nhưng mà gia đình sống vẫn không được hạnh phúc. Nên chúng ta nghe được Phật Pháp, về chùa tu, nên nguyện tất cả chư hương linh, hay tất cả những quán thân trái chủ, hay và những hương linh vì nghiệp phá thai được nghe bổ nguyện của Di Đà, nên buông xuống cái tâm đòi nợ đi quý vị. Quan gia nên giải không nên kết, chúng ta nên quá giải cái tâm hận thù để hướng về thế giới cực lạc, quốc độ cực lạc mới là tốt đẹp. Như nãy những đức giảng đó, quý vị nghe, thế giới cực lạc rất là tốt. Như vậy thì hôm nay toàn thể đại chúng phát tâm từ bi, chúng ta cúng thí thực và phóng sanh, nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả các vị để chúng ta hướng về thế giới cực lạc. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Như đặng Phật tự chúng ngã kim tí như cung, từ thực biến thập phương nhất thiết Phật từ công,
Nguyện vị tự công đức vô cập nhật thiệt, ngà đặng dự vật tự giai cộng thành vật đào, nhớ đăng ngũ tình chung ngã kim thi nhự cung, từ thực biến thập phương nhất tiết hộ tình công. Nguyện vị tự công đức vô cập nhật thiệt, ngà đặng dự hữu tình giai cộng thành vật đào, nhớ đăng cô hồn chung ngã kim thi nhự cung, biến thập phương nhất tiết cô hồn công. Nguyện vị tự công đức vô cập nhật thiệt, ngà đặng dự cô hồn giai cộng thành vật đào, án một lục lăng ta bà ha, án một lục lăng ta bà ha, ta bà ha, án ngã nga nắng tam bà phạ việt nhật đa hồng, án ngã nga nắng tam bà phạ việt nhật đa hồng, bà phạ việt nhật đa hồng. Gia trì chú thực diệu già đà, biến thiểu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát ma tát. Gia trì chú thực diệu già đà, biến thiểu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, gia trì chú thực diệu già đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát ma tát. Cô hồn ơi, hương linh ơi, chiến sĩ trận vong đồng bào tử nạn ơi, thập nhị loại cô hồn ơi, ô vị vô danh, ô danh vô vị ơi, thai nhi vì nghiệp phá thai ơi, ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin phát nguyện vãng sanh, cuối sinh đức từ bi tiếp độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Bi A Di Đà Phật, 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 Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. À quý vị về đây tu mà đông gì á, con cái của mình có những đứa nó sẽ sanh ra nó đòi nợ mình, mà nhờ cái công đức tu hành này nè, phóng sanh cúng thiết thực này chuyển hóa đứa con. Nên tất cả các cháu nhỏ về đây mà nghe pháp niệm Phật các cháu ngoan dữ lắm, sau này lớn lên nó chuyển nghiệp cho các cháu đặc biệt lắm quý vị. Nên chúng ta làm cái lễ phóng sanh nha. Mà tất cả những con chim này cũng do tạo cái nghiệp chướng nặng nề mà làm loài súc sanh. Hôm nay được quý Phật tử bỏ tịnh tài ra mua các loài chúng sanh này là tài thí. Chúng ta bỏ tiền ra mua các loài chúng sanh này là tài thí, khi sanh lên nơi nào chúng ta cũng có của cải đầy đủ. Và chúng ta quy y niệm Phật những chúng sanh này nghe đó là pháp thí. Pháp thí thì sanh lên nơi nào cũng được thông minh và trí tuệ. Còn chúng ta thả những chúng sanh này bay đi, giống như mình ở tù mà ai thả mình mừng lắm. Thì những con chim này khi được thả ra là chúng ta tu hạnh vô ý thí. Hạnh vô ý thí được sức khỏe và tuổi thọ kéo dài. Nên chúng ta quy Phật, quy Pháp, quy Tăng cho tất cả những chúng sanh này, thì chúng sanh này được kết duyên trong ngôi Tam Bảo. Khi thả ra thì nên ở trong chùa nghe danh hiệu Phật, và khi bỏ thân thì nên hướng về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh,
quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. À, chúng ta đồng niệm Phật, vỗ tay thả chim nha. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. À, mời quý Phật tử chúng ta xuống chai đường để dùng cơm nha. Chúc quý vị an lạc nha. A Di Đà Phật.